Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 66. Hiện trường nhiều người như vậy, coi như là kẻ ngu si đều biết không thể lại cứng rắn khiêng. Mạnh Vấn Thiện cũng không có nghĩ đến Giang Sách cư nhiên sẽ như vậy lợi hại, hắn không phải là một cái công ty chủ tịch sao? Tại sao có thể điều động lớn như vậy kích thước nhân thủ? Thực sự là tưởng đô tưởng không thông. Mạnh Vấn Thiện tằng hắng một cái, nói rằng, cái kia, Giang Đồng, có chuyện hảo hảo nói, hà tất tái máy tay chân rồi. Kêu nhiều người như vậy tới làm gì nha, chèn chết mà lại. Lúc này biết có nói hảo hảo nói. Miêu Đồng khinh thường nói, người bây giờ mới biết được có chuyện hảo hảo nói, có phải là quá muộn hay không một điểm. Vừa mới chúng ta nhưng là với người thật dễ nói chuyện kia mà, nhưng người căn bản không nghe a. Không riêng không nghe, người còn phải chính là thủ hạ đối phó chúng ta, ha ha, bây giờ thấy người chúng ta nhiều người sẽ thật dễ nói chuyện, làm sao nói cái gì đều bị ngươi cho nói hết đâu. Đối với nữ nhân mà nói, am hiểu nhất chính là miệng lưỡi tranh rồi. Mạnh Vấn Thiện bị nói tương đương khó chịu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không kiên trì tiếp tục nói, cái kia, Giang Đồng, chúng ta coi như xong đi. Ta cũng biết sai rồi, lập tức liền mang theo người của ta ly khai, người xem được không? Ha ha, hay sao? Giang Sách đã cho qua hắn hai lần cơ hội, thế nhưng hắn chính là không có nắm chặt, trên cái thế giới này là không có có hậu hối hận thuốc có thể ăn. Giang Sách đi tới trước mặt. Một tay liền tóm lấy rồi Mạnh Vấn Thiện cần cổ, dẫn hắn hướng phía quan tài phương hướng đi tới. Mạnh Vấn Thiện đều sợ choáng váng. Giang Đồng, ngài đây là muốn làm cái gì nha? Có chuyện hảo hảo nói. Không nên sằng bậy a, Giang Đồng ngươi chú ý đúng mực, ta nhưng là... Không đợi hắn nói xong, Giang Sách tự tay đẩy ra nắp quan tài, sau đó trực tiếp đem Mạnh Vấn Thiện cho sống sờ sờ ném vào trong quan tài. Sẽ đem nắp quan tài cho tạo nên. Cho để lại cái tiểu phùng, làm cho Mạnh Vấn Thiện hô hấp. Giang Sách nói rằng, ngươi không phải thích làm tang lễ sao? Ta để ngươi làm đủ, ngày hôm nay, ngươi liền ở bên trong yên lành hưởng thụ một chút làm tang lễ cảm giác. Quay đầu lại, hắn đối với những khác người nói, hòa thượng, nhạc công, khóc tang tất cả đều xéo ngay cho ta. Này được mời mời tới hòa thượng, nhạc công. Khóc tang chứng kiến cái này tư thế, tiền cũng không dám muốn, trực tiếp đứng dậy ra bên ngoài chạy, có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi, nào còn dám tiếp tục dừng lại. Giang Sách rồi hướng Mạnh Vấn Thiện những thủ hạ kia nói rằng, các ngươi những người này, tất cả đều quỳ gối quan tài trước. Những người đó nhìn nhau, phi thường không tình nguyện đi tới quỳ xuống, mỗi một người đều cúi đầu, ngay cả ngẩng đầu nhìn Giang Sách một cái dũng khí cũng không có. Tất cả sau khi làm xong, Giang Sách chỉ đồng hồ đeo tay, nói rằng, quỳ đến sáng sớm ngày mai 10 điểm, ai dám ly khai một bước, ta muốn của người nào mệnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Những thủ hạ kia khổ không thể tả, cứ như vậy vẫn quỳ. Mạnh Vấn Thiện nhưng là bi kịch, nằm trong quan tài, giống như là người chết giống nhau, tối ác tâm chính là hắn bên cạnh còn nằm một cái chó chết, xú khí huân thiên. Hắn muốn tại loại này xú hồng hồng trong hoàn cảnh nằm chết dí sáng sớm ngày mai 10 điểm, ngẫm lại sẽ khóc lên. Mạnh Vấn Thiện muốn bỏ ra ngoài đi, thế nhưng hắn làm không được. Xương sườn của hắn chặt đứt, tay chân đều đeo băng, tội liên đới đứng lên đều rất trắc trở, chớ đừng nói chi là đẩy ra na trọng nắp quan tài rồi. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Bên ngoài có ai không? Nhanh, đem ta thả ra ngoài a. Những thủ hạ kia nghe là nghe được, nhưng không ai dám đi qua mở ra quan tài, bọn họ liền đứng lên dũng khí cũng không có. Toàn bộ giải quyết. Giang Sách ly khai phòng khách, khiến người ta đều rút lui, đem cửa phòng khách đóng lại, phái người nhìn, ai cũng không cho phép đi ra. Tiếp lấy, hắn về tới sát vách cử hành hôn lễ phòng khách. Trở lại chỗ ngồi, Giang Sách thần sắc bình tĩnh, thật giống như vừa mới chỉ là đi ra ngoài hút rồi điếu thuốc giống nhau. Cũng không có quá để ở trong lòng, Miêu Đồng thì không phải vậy, nàng hướng về phía Giang Sách giơ ngón tay cái lên. Giang Đồng, ta phát hiện ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại. Bất kể là chuyện gì, ở ngươi này cũng có thể tùy tùy tiện tiện liền giải quyết, ngươi thực sự vẫn là nhân loại sao? Cảm giác ngươi chính là thiên thần hạ phàm thông thường a. Giang Sách mỉm cười nói, bất nịnh hót rồi. Trên võ đài.
Người điều khiển chương trình ở sát vách an tĩnh lại sau đó, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lại tẩu hôn lễ nước chảy. Hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Trong lúc, Giang Sách ngẫu nhiên có thể nghe được có người khe khẽ bàn luận lấy. Cừu trắng cùng Quân Nhàn hôn lễ, làm sao cũng không có đại minh tinh trình diện nha. Ai, ta còn tưởng rằng có thể chứng kiến trong ngày thường không thấy được này đại minh tinh, hôm nay tới, có chút thất vọng à. Đúng vậy, hôn lễ này cũng liền so với bình thường người hơi chút khá hơn một chút, kỳ thực cũng không có tốt hơn chỗ nào, làm sao cừu trắng như thế keo kiệt sao. Ta vì Quân Nhàn cuộc sống sau này cảm thấy lo lắng nha. Những thứ này ăn dưa quần chúng. Ngược lại tiền không phải bọn họ ra, vừa ăn người ta tiệc rượu, một bên lao thao không ngừng. Đương nhiên, còn rất nhiều đã sớm ở phụ cận mai phục tốt lắm ký giả, cũng đều nhao nhao đem camera, microphone, điện thoại di động đều thu vào, tương đương thất vọng. Vốn tưởng rằng cuộc hôn lễ này có thể quay đến cái gì không được tin tức. Đến rồi hiện trường mới biết được, thì ra chính là một hồi phổ thông hôn lễ, căn bản không có bất luận cái gì kinh hỉ đáng nói. Như vậy hôn lễ, không có bất kỳ báo cáo giá trị nha. Rất nhiều ký giả cũng không nhịn được muốn đi. Chứng kiến một màn như thế, Miêu Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, bây giờ người làm sao vậy? Kết hôn cũng không phải đi thi đấu, không nên gần đây so với trước làm cái gì. Không có đại minh tinh, liền không thể kết hôn rồi sao? Giang Sách không nói lời nào, chỉ là tự mình ăn đồ ăn. Miêu Đồng tương đương bất mãn nói, Giang Đồng. Người cho nghĩ một chút biện pháp a. Suy nghĩ gì biện pháp? Người có bản lãnh như vậy, mời một điểm minh tinh tới chống đỡ bãi a. Giang Sách nở nụ cười, vừa mới ngươi không trả nói, kết hôn không phải thi đấu, không cần gần đây so với trước sao. Miêu Đồng bĩu môi nói rằng, lời là nói như vậy không sai lạc, nhưng bây giờ người, có mấy người giống ta cao như vậy giác ngộ. Hiện tại tràng diện vắng ngắt, cùng người thường kết hôn khác nhau ở chỗ nào. Cừu trắng nhưng là người bộ hạ đắc lực, người làm sao có thể làm cho hắn trước mặt mọi người mất thể diện. Có phải hay không? Cái này Miêu Đồng, thật đúng là biết săn sóc người. Giang Sách gật đầu, tốt, ta hiểu được. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cấp nước bình gửi một cái tin nhắn ngắn, nội dung cụ thể Miêu Đồng cũng không còn thấy. Chỉ là tin nhắn ngắn phát xong sau đó, Giang Sách liền thu điện thoại di động tiếp tục ăn cơm. Miêu Đồng hỏi, làm xong? Làm xong? Nhanh như vậy? Nếu không, đâu? Miêu Đồng biểu thị hoài nghi, tuy là Giang Sách rất lợi hại, nhưng là không đến mức lợi hại đến một cái tin nhắn ngắn liền đem tất cả vấn đề đều giải quyết hết tình trạng a. Nàng một ngụm đều ăn không dưới, nhìn tài xế, nhìn khán giả, vì cừu trắng thao toái liễu tâm. Giang Sách ở Miêu Đồng trên người, thấy được một loại hồn nhiên mỹ. Đang ở Miêu Đồng sốt ruột không ngớt, vì cừu trắng, Quân Nhàn cảm thấy bất an thời điểm, bỗng nhiên, cửa phòng khách mở ra, một đám đông người đi đến. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không rõ là thế nào chuyện gì xảy ra, Mầm Đồng thậm chí đều tưởng mạnh hỏi hữu nghị đám người kia lại tới nháo sự. Mà khi nàng nhìn thấy trong đám người Lăng Dao sau đó, bất an trong lòng ngay lập tức sẽ để xuống rồi. Ai cũng biết, Quân Nhàn là Lăng Dao đồ đệ. Lăng Dao xuất hiện, đây cũng là ý nghĩa là tới làm đồ đệ giữ thể diện, đây chính là nhất đẳng đại minh tinh a, lập tức, này coi thường cừu trắng, Quân Nhàn nhân, toàn bộ đều cải biến thái độ. Lăng Dao cư nhiên tới, thiên, điện thoại di động ta đâu? Chụp nhanh chiếu, đều cho rằng ngày hôm nay không có gì đại minh tinh trình diện rồi, ai biết kéo đến tận siêu cấp lớn giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quân Nhàn dù sao cũng là Lăng Dao đồ đệ, sư phụ phụng đồ đệ, phải nha. Mọi người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành chụp ảnh. Nàng người điều khiển chương trình cũng đều dọa đái ra, dường như nước chảy bên trong không có an bài cái này vừa ra a. Sớm biết Lăng Dao phải tới, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hiện trường khiến cho càng long trọng một điểm. Đang lúc mọi người đều mừng rỡ không thôi thời điểm, càng thêm rung động sự tình xảy ra. Càng nhiều hơn đại bài minh tinh sau đó đăng tràng, bọn họ toàn bộ đều là ức mạch vui chơi giải trí ký hợp đồng nghệ nhân, mỗi một người đều là trên thị trường đại minh tinh, bình thường có tiền cũng không mời được, ngày hôm nay cư nhiên cùng giải quyết trong lúc nhất thời dự họp cừu trắng cùng Quân Nhàn hôn lễ.
mặt mũi này, thực sự là cho đủ. Các phóng viên nhanh lên vội vội vàng vàng đem camera mở ra, microphone mở ra, điện thoại di động lấy ra, đem hiện trường hết thảy đều cho quay chụp ghi chép xuống. Tin tức lớn A. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay đều phải vô công mà trở về, ai biết sẽ có hí kịch tính chuyển biến lớn. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, chụp hình thanh âm hoàn toàn không dừng được. Ở người điều khiển chương trình mời phía dưới, Lăng Dao đi lên sân khấu, đối với một đôi người mới biểu thị chúc phúc, đồng thời còn đích thân biểu diễn một cái thủ kiếp này cộng làm bạn. Đây là vinh diệu bực nào. Hiện trường những người này, bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy Lăng Dao. Ngày hôm nay chẳng những nhìn thấy mặt rồi, càng nghe được Lăng Dao na hoàn mỹ tiếng ca, ngẫm lại đều cảm thấy kiếm A. Cuộc hôn lễ này, tới quá đáng giá. Sau đó, của mọi người ngôi sao Phùng Nguyệt trong, Cừu Trắng nắm Quân Nhàn tay đi lên sân khấu, cho Quân Nhàn mang theo tượng trưng cho tình yêu nhẫn kim cương. Từ giờ trở đi, Quân Nhàn sẽ trở thành Cừu Trắng thê tử. Vĩnh kết đồng tâm. Làm hai người đều nói ra ta nguyện ý ba chữ kia sau đó, đây đối với tân nhân, chiếm được tất cả mọi người chúc phúc. Đồng thời, Quân Nhàn còn vì hiện trường khách quý biểu diễn một cái thủ bài hát mới. Đã nghe được Lăng Dao loại này thành danh tai to mặt lớn tiếng ca, lại hưởng thụ được Quân Nhàn loại này nhân tài mới nổi hoàn mỹ diễn xuất, cuộc hôn lễ này đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều phải cảm tạ Giang Sách. Tuy là Cừu Trắng muốn làm đơn giản một điểm, nhưng cái này dù sao cũng là hôn lễ. Nào có người không hy vọng hôn lễ nhiệt nhiệt nháo nháo. Mầm đồng phi thường hâm mộ nói rằng, nếu như ta tương lai hôn lễ có thể có như vậy hoa lệ, coi như muốn ta lập tức đi chết đều nguyện ý a, trời ạ, quá hoàn mỹ rồi. Giang Sách mỉm cười lắc đầu, loại nữ nhân này, thực sự là say. Hôn lễ vẫn tiến hành được 10 giờ tối chỉ có kết thúc. Ở Giang Sách lúc rời đi, còn đi sát phách nhìn thoáng qua, Mạnh Hỏi Hữu Nghị vẫn còn ở trong quan tài giam giữ, thống khổ. Đám người này, đáng đời. Giang Sách cũng không có cho bọn hắn giảm hình phạt, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó mang theo mầm đồng đi trở về. Trên đường, Giang Sách nhận được đến từ bót cảnh sát một trận điện thoại. Uy, chiến thần, có rảnh không? Gọi điện thoại tới, là bót cảnh sát cục phó Hứa Tuấn. Lúc rảnh rỗi. Vậy tới một chuyến bót cảnh sát A, có chuyện trọng yếu hướng ngài hội báo. Tốt. Giang Sách trước tiên đem mầm đồng đưa về nhà, sau đó ngựa không ngừng vó tiến đến bót cảnh sát, hắn thật tò mò, Hứa Tuấn sẽ có chuyện gì muốn tìm hắn. Bất quá nhất định không sẽ là chuyện gì tốt. Lớn như vậy buổi tối, vẫn là cục phó gọi điện thoại tới, có thể có chuyện gì tốt. Hơn một giờ sau đó, Giang Sách đi tới bót cảnh sát, đi vào Hứa Tuấn phòng làm việc của. Hứa Tuấn tự mình đóng cửa lại, lôi kéo Giang Sách ngồi vào trên ghế salon, vui buồn thất thường mà hỏi, chiến thần, nghe nói người mấy ngày hôm trước cùng một cái tên là Khương Tông Toàn Nhân tiến hành qua một hồi PK, tranh đoạt đầy sao các quyền kinh doanh. Giang Sách gật đầu. Loại chuyện như vậy, toàn bộ kinh thành người biết, không có gì có thể giấu giếm. Ân, na chiến thần ngươi bây giờ còn có thể nhận được hắn sao? Giang Sách khẽ nhíu mày, đương nhiên nhận được. Tốt, người đi theo ta. Hứa Tuấn mang theo Giang Sách đi tới phòng giải phẫu, trên bàn giải phẫu trên để vẫn thi thể, dùng vải trắng đang đắp. Hắn nói rằng, cổ thi thể này là chúng ta ở một ngày khi trước phát hiện, lúc đó nhận được một cái nông hộ báo nguy, nói hắn tại dã ngoại đào món ăn thời điểm, phát hiện một cỗ thi thể. Chúng ta lập tức xuất cảnh, đem cổ thi thể này cho hoàn hảo không hao tổn đào lên cũng mang về bót cảnh sát. Chiến thần. Người xem một chút cổ thi thể này là người nào. Giang Sách đi ra phía trước, tự tay yết khai vải trắng. Tại nơi vải trắng phía dưới lộ ra là một tấm trắng hếu tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, Giang Sách liếc mắt liền nhận ra, người này không là người khác, chính là mấy ngày hôm trước cùng chính mình PK Khương Tông Toàn. Kỳ thực ở vạch trần vải trắng trước Giang Sách cũng đã đoán được, dù sao Hứa Tuấn cho ra nêu lên rõ ràng như vậy. Hứa Tuấn nhìn Giang Sách. Phát hiện Giang Sách một điểm biểu tình biến hóa cũng không có, vô cùng chấn định, không khỏi sinh lòng bội phục. Không hổ là ở trên chiến trường chém giết qua tu la chiến thần, đối mặt máu tanh như vậy kinh khủng thi thể, ngay cả mày cũng không nhăn chút nào, tâm lý tố chất thật là có rất cường ngạnh.
Phải biết rằng, coi như là Hứa Tuấn chính mình, lần đầu tiên chứng kiến thi thể thời điểm đều bị chán ghét đã lâu. Tằng hắng một cái, Hứa Tuấn nói rằng, căn cứ nhân viên nghiệm thi giải phẫu, nguyên nhân cái chết là bị người dùng lợi khí đâm xuyên trái tim, bởi vì Khương Tông Toàn cao thấp cũng coi như cái danh nhân, cho nên thân phận cũng rất nhanh thì xác định. Khó thì khó ở, hung thủ là người nào? Động cơ gây án vậy là cái gì? Ta điều tra qua, Khương Tông Toàn ăn uống chơi gái đổ mọi thứ câu toàn, cũng thiếu không ít người tiền, muốn giết chết hắn không có 100 cũng có 80, phi thường khó làm. Tạm thời cũng không biết hắn trước khi chết gặp qua người nào, đi qua chỗ. Hiện tại đầu mối duy nhất, chính là mấy ngày hôm trước hắn cùng chiến thần ngươi PK qua, căn cứ điều tra của chúng ta, hắn lúc đó thua sau đó rồi rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Thời điểm xuất hiện lại, cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Căn cứ manh mối suy đoán, lúc đó Khương Tông Toàn sau khi rời đi đã gặp người, sát nhân hiểm nghi phi thường lớn. Cho nên chiến thần, ta nghĩ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, có ý kiến gì hay không? Giang Sách nhìn Khương Tông Toàn thi thể, từ tốn nói, Hứa Tuấn, không cần theo ta vòng vo. Ngươi đã biết Khương Tông Toàn gặp qua người nào, tới tìm ta, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Hứa Tuấn rất là bội phục. Hắn cười khổ nói, thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Đúng vậy, chúng ta điều tra qua quản chế, phát hiện hắn cuối cùng là đi Đàm gia biệt thự, đây chính là một cái phi thường nhạy cảm địa phương A. Đàm gia, kinh thành một trong tam đại gia tộc, quan hệ kinh thành kinh tế xu thế. Đơn giản không thể di chuyển. Vụ án này cùng Đàm gia không quan hệ hoàn hảo, nếu là có quan hệ, vậy coi như tương đương khó làm. Giang Sách nói rằng, Khương Tông Toàn là phụng Đàm Vĩnh Thắng mệnh lệnh đi theo ta PK, thua sau đó, có thể là trở về phục mệnh, cũng có thể phải đi hương sư vấn tội, ta biết cũng chỉ có những thứ này. Bất quá Hứa Tuấn, ta nghĩ muốn người rõ ràng một điểm. Mặc kệ án tử sau lưng hung phạm là ai, đều phải tra đến cùng. Mặc dù là Đàm gia, cũng tuyệt đối không thể bởi vì đối phương gia đại nghiệp đại, liền phóng mặc cho mặc kệ. Có Giang Sách những lời này, Hứa Tuấn cũng yên lòng. Đi, ta có đếm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi điều tra. Nếu như bị ta phát hiện thật là Đàm gia sát nhân, ta đây tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Giang Sách gật đầu, đi, còn có chuyện khác sao? Không có. Ta đây đi trước một bước. Cung tiễn chiến thần. Ly khai bót cảnh sát sau đó, Giang Sách vừa lái xe một bên suy nghĩ. Nếu quả như thật là Đàm Vĩnh Thắng hoặc là Đàm Quốc Đống sát nhân, kia đối với Giang Sách mà nói chính là một chuyện tốt, tiêu diệt Đàm gia nắm chặt liền gia tăng một phần. Chỉ cần cha ra mang tính then chốt chứng cứ, như vậy đến rồi khẩn cấp nhất thời khắc, là có thể muốn Đàm gia mệnh. Đàm Vĩnh Thắng, giữa chúng ta mâu thuẫn đã lôi kéo quá lâu. Là thời điểm tới chung kết. Đêm khuya đường cái, ô tô chạy như bay. Giang Sách là nhất cuối cùng quyết chiến kế hoạch bộ thự đứng lên. Cùng lúc đó, ở Khương gia trong biệt thự trong lòng đất trong phòng giam. Đàm Vĩnh Thắng ngồi ở ghế trên, cầm trong tay một cái quả quýt, một bên bác vừa hướng trước người người điên nói rằng, ta là thực sự lớn tuổi, càng ngày càng không còn dùng được lạc tương đương. Trước đây cảm thấy trên đời này ai cũng không phải là đối thủ của ta, có ai nghĩ được đến, hiện tại ra một nhân tài mới xuất hiện. Đem ta ấn trên mặt đất một trận điên cuồng làm thịt, ta là ngay cả trở tay khí lực cũng không có. Thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Người điên hai tay hai chân đều bị khảo ở, căn bản không đi ra lọt phòng này. Thậm chí ngay cả thương tổn Đàm Vĩnh Thắng đều làm không được đến. Hắn mắt lạnh nhìn Đàm Vĩnh Thắng, nói rằng, làm sao, còn có người so với người con lão hồ ly này lợi hại hơn. Đàm Vĩnh Thắng thở dài, lại nói tiếp, cái này nhân loại ở trong thân thể chảy hay là ta huyết, liền cùng ngươi giống nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Na người điên bên trong đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa, giận dữ hét, ta đời này lớn nhất bất hạnh, chính là ở trong thân thể chảy là của ngươi huyết. Nếu như có thể, ta tình nguyện là một ven đường con hoang, cũng không cần làm ngươi Đàm Vĩnh Thắng con trai. Đàm Vĩnh Thắng cười khổ lắc đầu. Đem một mảnh quả quýt bỏ vào trong miệng. Hắn vừa ăn vừa nói, vì sao ta hậu nhân, luôn là phải cùng ta đối nghịch, luôn là hận ta tận xương a. Lão thiên gia, ngươi đối với ta thật không công bình a.
hắn cứ như vậy từng miếng ăn xong rồi quả quyết. Sau đó, Đàm Vĩnh Thắng đứng dậy vỗ tay một cái, nhìn về phía Na Người Điên, khóe miệng hơi nhếch lên. Bất quá, cái này mặc dù là cái bất hạnh của ta, càng là cái bất hạnh của các ngươi. Ta nếu có thể đối phó ngươi, cũng nhất định có thể đối phó hắn. Thân thể các ngươi bên trong chảy chính là máu của ta, các ngươi là ta hậu đại, là của ta con trai, tôn tử, cho nên nhất định sẽ bị ta đánh bại. Đây là lên trời an bài tốt. Hanh! Nói xong, Đàm Vĩnh Thắng xoay người rời đi. Na Người Điên phẫn hận nhìn Đàm Vĩnh Thắng bóng lưng, lẩm bẩm cầu tặc, sớm muộn cũng sẽ có người đem ngươi thiên đao vạn quả, dầm nát làm mồi cho cá. Đàm Vĩnh Thắng ly khai tầng hầm ngầm, về tới trong thư phòng, tại hắn đang chuẩn bị đẩy cửa ra đi ra trong chớp mắt ấy, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện chén trà trên bàn có dấu vết động tới. Ân! Hắn đi tới nhìn một chút, Na ly trà phương hướng quả thật có chuyển động. Cái này biến hóa rất nhỏ đưa tới Đàm Vĩnh Thắng cảnh giác. Gian phòng này là cấm bất kỳ người nào vào, đang không có đạt được hắn cho phép phía dưới, bất luận kẻ nào đều là không thể tiến vào, vậy tại sao chén trà có dấu vết động tới? Nói rõ là có người thừa dịp Đàm Vĩnh Thắng không có ở đây thời điểm, len lén chạy vào tới, không cẩn thận va chạm vào rồi chén trà. Sẽ là ai? Biệt thự hệ thống an ninh phi thường kiên cố, thông thường ngoại nhân là căn bản vào không được. Có thể đi vào chỉ có hai người, một cái lão quản gia, một người khác chính là Đàm Quốc Đống. Lão quản gia là tuyệt đối không có khả năng đi vào thư phòng, cũng không có đi vào thư phòng lý do cùng động cơ, duy nhất đối tượng hoài nghi, đó chính là Đàm Quốc Đống. Cái này thằng nhóc con, rốt cục không kiềm chế được sao? Đàm Vĩnh Thắng cười lạnh một tiếng, đi điều tra quản chế tiến hành kiểm tra, kết quả lại phát hiện, buổi chiều hơn 3 giờ thời điểm, có như vậy 3 min tả hữu Hắc Bình. Hắc Bình, là cơ khí trục trặc. Không có khả năng, tuyệt đối là bởi vì. Đàm Quốc Đống thuộc hạ nhưng là có khâu triển khai như vậy một cái thực lực cường hãn vô cùng hacker, muốn đem quản chế cho che giấu 3 min, là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Vấn đề là, cái này 3 min bên trong, Đàm Quốc Đống ở bên trong thư phòng làm cái gì? Kỳ thực Đàm Vĩnh Thắng đã đoán được. Đàm Quốc Đống lợi dụng cái này 3 phút, đem thư phòng tiến hành rồi một phen kiểm tra cặn kẽ, muốn tìm ra một ít kẽ hở, bất quá Đàm Quốc Đống làm sao có thể dễ dàng như vậy để hắn phát hiện trong lòng đất phòng giam tồn tại. Nếu như Đàm Quốc Đống phát hiện nói, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy an phận thủ thường rồi. Đàm Vĩnh Thắng ngồi xuống, tự tay móc ra một điếu thuốc châm lửa. Tốt, tốt, mỗi một người đều tuyển trạch theo ta đối nghịch có phải hay không? Đàm Quốc Đống, ngươi là cháu trai ruột của ta, tương lai ta mất, Đàm gia không sẽ từ ngươi tới tiếp nhận sao? Như vậy ngươi còn muốn phản bội ta? Ngươi ở đây bên cạnh ta ẩn núp lâu như vậy, ngươi cho ta không biết ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ thì không muốn vạch trần ngươi, ta chỉ là muốn ngươi cải tà quy chính, ai biết, ngươi cư nhiên như thử minh ngoan bất linh. Ngươi cùng Giang Sách giống nhau, đều muốn mạng của ta. Một điếu thuốc hút xong, hắn lại châm lửa một cây. Phiền táo. Phẫn nộ. Đàm Vĩnh Thắng lẩm bẩm, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Đàm Quốc Đống, Giang Sách, các ngươi đều là của ta hậu đại, tuy nhiên cũng muốn cùng ta là địch. Tốt, vậy chúng ta đi liền lấy nhìn, nhìn ai hơn lợi hại. Hai người các ngươi không phải đều phải giết chết ta sao? Ta để hai người các ngươi trước đấu, hai hổ đánh nhau, đến lúc đó bất kể là người chết. Với ta mà nói đều là lớn lao chuyện may mắn. Ha 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 ha. Bên kia, Đàm Quốc Đống về tới trong nhà mình, mẹ già Vu Sầm qua đây bang con trai cởi áo khoác xuống. Ngày hôm nay vừa mệt được không được a? Vu Sầm nhìn con trai uể oải không chịu nổi dáng vẻ, cảm thấy không nỡ. Đàm Quốc Đống khoát tay áo, nói rằng, mụ, ta hôm nay có phát hiện. A hát, phát hiện gì? Đàm Quốc Đống ngồi xuống uống ly trà, nói rằng, trước ta không phải đã nói với ngươi sao. Lão già kia gần nhất luôn đem ta hướng trong thư phòng của hắn mặt mang, hơn nữa, tại hắn trong thư phòng còn cài đặt quản chế cùng đặt máy nghe lén. Vu Sầm nói rằng, đúng vậy, điều này nói rõ hắn tại hoài nghi ngươi a. Con trai, bằng không quên đi, ta không phải cùng con cáo già kia đấu, hắn quá giảo hoạt rồi. Mụ, ngươi đừng sốt ruột. Nghe ta từ từ nói.
Dừng một chút, Đàm Quốc Đống nói rằng, cho tới nay ta đều giả điên phẫn ngốc, bang cáo giả làm việc, là vì cái gì? Không phải là tìm ra ba của ta Hạ Lạc sao? Người người đều nói ba ta chết, ta không tin, ta dám khẳng định, ba ta nhất định ở cáo giả trên tay. Vu Sầm thở dài, vậy thì thế nào? Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có thể tìm được ba ngươi sao? Cũng nhanh, Đàm Quốc Đống nói rằng, ngày hôm nay ta nhờ cậy Khâu Triển Khai giúp ta tối đen rồi cáo giả quản chế, thừa dịp hắn cùng lão quản gia cũng không ở thời điểm, len lén chạy vào thư phòng kiểm tra rồi một lần, quả nhiên bị ta phát hiện, trong thư phòng của hắn đầu còn có một cửa ngầm. Ta muốn, vậy nhất định cất giấu cáo giả đại bí mật, nói không chừng theo ta ba có quan hệ. Vu Sầm kinh ngạc nói, cửa ngầm, ngươi xem qua rồi. Ta muốn đi vào kia mà, nhưng mở ra cửa ngầm cần mật mã, thời gian quá eo hẹp rồi, ta trong chốc lát không có đi vào đi. Đàm Quốc Đống cười cười, bất quá mụ ngươi yên tâm, ta đã đem cửa ngầm số liệu gửi cho Khâu Triển Khai, lấy năng lực của hắn tin tưởng rất nhanh thì có thể phá giải. Đến lúc đó ta lại tiến vào cửa ngầm, là có thể đem cáo giả bí mật đều đào. Hơn nữa ta tin tưởng vững chắc. Ta khoảng cách ba ta, đã không xa. Vu Sầm tâm tình rất phức tạp. Cùng lúc, nàng đương nhiên cũng hy vọng tìm về trượng phu của mình. Năm đó sự kiện kia sau đó, chồng của nàng đã không thấy tăm hơi, người người đều nói là chết, nhưng Vu Sầm cùng Đàm Quốc Đống đều cho rằng là bị Đàm Vĩnh Thắng cho giam. Những năm gần đây, Đàm Quốc Đống giả điên phẫn ngốc, nhẫn nhục sống tạm bợ, mê muội lương tâm cho Đàm Vĩnh Thắng làm việc. Mục đích đúng là thu được Đàm Quốc Đống tân nhậm, tìm được phụ thân Hạ Lạc. Nhưng này cái cáo giả thực sự quá giảo hoạt rồi, Đàm Quốc Đống đã nhiều năm chưa từng cái gì tiến triển. Thẳng đến gần nhất, hắn rốt cục có chút đột phá. Bất quá, Vu Sầm lo lắng chính là, khoảng cách chân tướng càng gần, cũng liền ý nghĩa nguy hiểm càng lớn, nàng đã mất đi trượng phu, không thể lại mất đi con trai. Nàng không chịu nỗi to lớn như vậy thống khổ. Quốc Đống. Ngươi cẩn thận một chút nha, ngàn vạn lần không nên bị cáo giả cho hại, mụ mụ không thể mất đi ngươi. Hắn còn dám hại ta, Đàm Quốc Đống nở nụ cười, nếu là hắn dám đối với ta động thủ, ta trước hết xuống tay với hắn. Bị giết nhân sự tình, ta nhưng là... Sát nhân, giết người nào? Đàm Quốc Đống hơi biến sắc mặt, ngạch, mụ, ngươi coi như không nghe được. Vu Sầm biết. Có một số việc Đàm Quốc Đống vẫn không thể đối với mình nói, một mặt là phòng ngừa tin tức tiết lộ, về phương diện khác cũng là đang bảo vệ chính mình. Dù sao, biết đến càng ít càng an toàn. Đàm Quốc Đống hé mắt, nói rằng, mụ, ta muốn ngươi nhớ kỹ một nhóm số. Cái gì chữ số? 720.617. 720.617. Vu Sầm phốc suy vui vẻ, đây không phải là ba ngươi sinh nhật nha. 72 năm 6 tháng 17 hào. Đàm Quốc Đống gật đầu, không sai, chính là ta ba sinh nhật. Mụ, ngươi nhất định phải vững vàng nhớ kỹ nhóm này chữ số, nếu như ta có bất kỳ ngoài ý muốn, nhóm này chữ số chính là chỉnh chết cáo giả một thanh lợi kiếm. Vu Sầm sắc mặt hoảng sợ hỏi, có ý tứ, ngươi sẽ có cái gì ngoài ý muốn a? Đàm Quốc Đống cười cười, ta chỉ nói là nếu như, đương nhiên, ta sẽ vô cùng cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không cho cáo giả ra hại ta bất cứ cơ hội nào. Mụ, người yên tâm, con trai người rất hữu dụng. Vu Sầm nặng nề thở dài. Càng là nói như vậy, nàng thì càng lo lắng a. Trận này quyền lực phong ba trong, không có người nào là tuyệt đối an toàn, huống chi, Đàm Quốc Đống đối mặt vẫn là một con đỉnh cấp giảo hoạt cáo giả. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, Giang Sách đang cùng Mầm Đồng. Bình nước thương lượng với nhau lấy có quan hệ quyết chiến công việc. Bây giờ cùng Khương gia, Triệu gia liên hợp đã đả thông. Lại tiếp sau đó, chính là tam phương liên thủ, cùng nhau giết Đàm gia, đem Đàm gia triệt để đưa lên tuyệt lộ, vì thế, Giang Sách cần phải có một phen kế hoạch tỉ mỉ chế định. Lúc này, môn đẩy ra, Cừu Trắng đi đến. Giang Sách nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, chú dễ không cố gắng bồi lão bà, chạy thế nào ta đây nhì tới. Cừu Trắng thẹn thùng gãi đầu một cái, thống suất, ngươi cũng không cần pha trò ta. Ta tuy là khi kết hôn, nhưng công tác cũng không thể buông a, huống hồ bây giờ còn là cùng Đàm gia chiến đấu thời điểm mấu chốt, ta có rất nhiều tình báo cần cung cấp cho ngài. Giang Sách hỏi, Na Tân nương tử đồng ý không? Đương nhiên đồng ý,
Cửu Trắng nói rằng, quân nhàn nàng cũng không phải là cái loại này biết tính toán xét nét nữ hài. Giang Sách cùng Bình Nước liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Cửu Trắng đi tới nói rằng, thống suất, ta còn thực sự có một vô cùng trọng yếu tình báo nói cho ngươi biết. Cái gì? Là có quan Đàm Quốc Đống, nói đúng ra, là có quan Đàm Quốc Đống phụ thân Đàm Thành Nghĩa. Đàm Thành Nghĩa? Giang Sách tựa hồ nghe nói qua tên này, kinh thành lưu truyền người đàn ông này truyền thuyết, đều nói hắn là phi thường hiếm thấy thiên tài, chỉ là sau lại bởi vì chuyện gì biến mất không thấy. Lại nói tiếp, Giang Sách cùng Đàm Thành Nghĩa coi như là thân thích. Hỏi hắn, cái này Đàm Thành Nghĩa, lai lịch gì? Cửu Trắng giải thích, Đàm Thành Nghĩa, là Đàm Quốc Đống phụ thân, Đàm Vĩnh Thắng con trai, từ nhỏ đã là một thiên tài, vật gì vậy vừa học liền biết, đồng thời còn có một viên chính nghĩa chi tâm, tuổi còn trẻ liền trở thành kinh thành thập đại thanh niên kiệt xuất. Năm đó, tất cả mọi người ước ao Đàm gia, ra một cái như vậy giỏi lắm thanh niên nhân, cho rằng Đàm gia người nối nghiệp nhất định là hắn không còn ai khác. Sự tình ngay từ đầu cũng là như thế phát triển, Đàm Thành Nghĩa nghiệp vụ năng lực đột xuất, nhân cách mị lực cường đại, ở Đàm gia được hoan nghênh vô cùng, Đàm Vĩnh Thắng cũng coi hắn là thành người nối nghiệp bồi dưỡng, tất cả thoạt nhìn cũng không có vấn đề. Thế nhưng, cũng bởi vì Đàm Thành Nghĩa tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, sau lại chọc tới đại phiền toái. Giang Sách mỉm cười, điểm này là có thể đoán được. Đàm Vĩnh Thắng nhưng là một con cáo già, làm việc không từ thủ đoạn. Vì đạt được mục đích, cái gì dơ bẩn xấu xa thủ đoạn đều có thể dùng đi ra. Một cái tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp trẻ tuổi người, ở Đàm Vĩnh Thắng bên người làm việc, vậy khẳng định là phải ra khỏi chuyện. Dù sao song phương lý niệm chênh lệch quá. Sự thực cũng chứng minh rồi Giang Sách ý tưởng. Căn cứ Cửu Trắng tình báo đến xem, ở 3 năm trước đây, Đàm Thành Nghĩa cùng Đàm Vĩnh Thắng náo bẻ rồi, cũng là bởi vì một chuyện làm ăn. Ngay lúc đó Đàm Vĩnh Thắng nhìn chúng một công ty kỹ thuật nồng cốt, muốn tiến hành thu mua, nhưng nhân gia căn bản cũng không nguyện ý bị thu mua, chính là phi thường chuyện bình thường. Có ai nghĩ được đến, Đàm Vĩnh Thắng bình thường thu mua hay sao, liền lựa chọn phi thường ác tha thủ đoạn. Hắn lợi dụng Đàm gia ở kinh thành danh vọng cùng thế lực, đối với nhà kia công ty tiến hành toàn phương vị chèn ép, đầu tiên là cắt đứt bên ngoài tài chính liên, làm cho công ty không còn cách nào vận chuyển bình thường. Sau đó lại phái người cả ngày tới cửa quấy rối, quấy rầy, đem công ty hạch tâm nồng cốt đều sợ đến tạm rời cương vị công tác. Đến cuối cùng, công ty kia lão bản bị buộc nhảy lầu tự sát. Về sau người nối nghiệp không dám lại theo Đàm gia đối nghịch, lấy phi thường rẻ tiền giá cả, đem công ty bán cho Đàm Vĩnh Thắng, vì vậy, Đàm Vĩnh Thắng chiếm được công ty kia kỹ thuật nồng cốt. Loại thủ pháp này là tương đương bẩn thỉu không chịu nổi. Đối với tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp Đàm Thành Nghĩa mà nói, là khó có thể tiếp nhận sự tình. Lúc đó Đàm Thành Nghĩa cùng Đàm Vĩnh Thắng vì chuyện này mỗi ngày đều lớn hơn ầm ĩ đại náo. Cuối cùng, Đàm Vĩnh Thắng thẳng thắn đóng Đàm Thành Nghĩa cấm đoán, đem hắn nhốt ở nhà, nơi nào cũng không để cho đi, cái gì cũng không làm cho làm. Thu mua án kiện phong ba sau đó, Đàm Thành Nghĩa một lần nữa trở lại công ty, nhưng lòng người đã tản. Đàm Thành Nghĩa từ từ phát hiện, Đàm Vĩnh Thắng không riêng ở nơi này một việc trên bẩn thỉu bất kham, ở trong rất nhiều chuyện đều bẩn thỉu bất kham. Có thể nói, Đàm gia hôm nay huy hoàng, đó chính là hút ăn đại lượng công ty huyết dịch mà đúc thành. Đàm gia chính là một cái vampire. Thấy rõ ràng điểm này sau đó, Đàm Thành Nghĩa vô cùng tuyệt vọng, đã từng lấy Đàm gia làm vinh chính hắn, sau lại trực tiếp lấy Đàm gia lấy làm hổ thẹn. Mượn rượu tiêu sầu. Sầu não uất ức. Cuối cùng, Đàm Thành Nghĩa làm ra một cái phi thường lớn mật quyết định, phản bội Đàm gia, phản bội Đàm Vĩnh Thắng. Đàm Thành Nghĩa âm thầm liên lạc với một cái nghiệp giới đại lão, song phương đạt thành nhất trí, từ Đàm Thành Nghĩa lấy trộm Đàm gia kỹ thuật nồng cốt, tiết lộ cho vị kia nghiệp giới đại lão. Sau đó, nghiệp giới đại lão đem Đàm gia kỹ thuật triệt để công khai. Đến lúc đó, Đàm gia sẽ trở thành một không có bất kỳ kỹ thuật thành lũy phổ thông công ty. Cũng nữa khỏi phải nghĩ đến nghiền ép những công ty khác. Ý nghĩ như vậy là phi thường ngây thơ. Đàm Vĩnh Thắng con lão hồ ly này, như thế nào khả năng theo đuổi Đàm Thành Nghĩa phản bội chính mình đâu. Đang ở Đàm Thành Nghĩa cùng nghiệp giới đại lão ước định cẩn thận gặp mặt đêm hôm đó, Đàm gia đại lâu văn phòng cháy rồi, hỏa hoạn đem chọn cả một tầng lầu đều nuốt mất, thiêu hủy. Lúc đó rất nhiều người đều bị chết cháy rồi.
Đàm Thành Nghĩa lúc đó tiện thể trong đại lâu mặt, phòng làm việc của hắn sẽ ở đó một tầng. Ở hỏa hoạn đập chết sau đó, Đàm Vĩnh Thắng sai người toàn lực cứu Đàm Thành Nghĩa, nhưng căn bản cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Đàm Thành Nghĩa cái bóng. Tất cả mọi người nói, Đàm Thành Nghĩa đã đốt thành rồi bụi, chết hẳn. Bất quá, cũng có rất nhiều người nói, kỳ thực Đàm Thành Nghĩa đã bị tìm được, chỉ là Đàm Vĩnh Thắng dùng một chiêu này kim thiền thoát xác, đem Đàm Thành Nghĩa cho bí mật đóng lại, không còn có người biết tung tích của hắn. Đến tột cùng người đáp án dĩ nhiên là chính xác, đã không thể nào khảo chứng. Chỉ có một chút là có thể xác định, đó chính là Đàm Thành Nghĩa tại nơi một hồi hỏa hoạn sau đó, liền hoàn toàn biến mất không thấy, sống không thấy người chết không thấy xác. Cảnh sát ở phía sau tới khám tra chung, cũng không thể tra ra Đàm Thành Nghĩa thi thể. Hoặc là, tựa như lời đồn đãi nói như vậy, bị bí mật giam, hoặc là, chính là bị hỏa hoạn thôn phệ, đốt thành mảnh vụn. Cừu Trắng chậm chậm, nói bổ sung, còn có một cái phi thường chuyện quỷ dị, một đêm kia, nguyên bổn định cùng Đàm Thành Nghĩa gặp mặt nghiệp giới đại lão, không biết bởi vì sao, đột nhiên biến thành người sống đời sống thực vật. Trong một đêm, một cái thần bí tiêu thất, một cái biến thành người sống đời sống thực vật. Đối với Đàm gia uy hiếp lớn nhất hai người cứ như vậy bị buông lỏng giải quyết hết. Cái cũng khó trách mọi người đều sẽ hoài nghi Đàm Vĩnh Thắng. Bất quá, bởi vì không có chứng cứ chứng minh là Đàm Vĩnh Thắng làm, cho nên những thứ này năm xưa nợ cũ cũng từ từ liền đi qua, từ từ không có ai nhắc lại. Nghe thế, Giang Sách không khỏi hiếu kỳ nói rằng, thấy thế nào, Đàm Vĩnh Thắng đều có trọng đại hiềm nghi. Cái này kỳ quái, nếu Đàm Thành Nghĩa có thể là bị Đàm Vĩnh Thắng giết chết, vậy tại sao con hắn Đàm Quốc Đống, còn có thể vẫn đợi ở Đàm Vĩnh Thắng bên người, thay hắn bán mạng? Chỉ có lưỡng chủng giải thích. Hoặc là nằm vùng, hoặc là ngu ngốc. Đàm gia bên trong biệt thự, một già một trẻ hai người đang ngồi ở cùng uống trà. Hai người trên mặt của đều mang nụ cười, nhưng nội tâm đã sớm đối với lẫn nhau đề phòng, trường hợp như vậy toàn dựa vào kỹ xảo chống, người bình thường có thể khống chế không được. Đàm Vĩnh Thắng nhấp một ngụm trà, lo lắng nói, Giang Sách đã cùng Triệu gia, Khương gia đạt thành hợp tác, bây giờ bọn họ tam phương cùng một ruột đối phó chúng ta, ai, Đàm gia lâm nguy. Đàm Quốc Đống vỗ bộ ngực nói rằng, ra ra, người có gì phải lo lắng. Cái này một đám ô hợp chi chúng, coi như là liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải chúng ta Đàm gia đối thủ. Phải biết rằng, chúng ta Đàm gia ở kinh thành tài phú, đây chính là xếp ở vị trí thứ nhất. Lời tuy như vậy, nhưng không thể không đề phòng a. Đàm Vĩnh Thắng ý vị thâm trường nhìn Đàm Quốc Đống, bỗng nhiên, hắn nói ra một câu làm cho Đàm Quốc Đống nổi da gà rớt đầy đất nói. Hắn nói rằng, Quốc Đống a, mọi người đều nói Thành Nghĩa cũng chưa chết, mà là bị ta cho giam, người biết có chuyện này sao? Đàm Quốc Đống lúc đó khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cái nàng là ý gì? Ngả bài sao? Hắn nuốt nước miếng một cái, đứng dậy, mặt đỏ cổ to quát, tên khốn kiếp nào dám như thế bịa đặt. Ra ra ngươi nói cho ta biết, ta đi giết chết hắn. Ngồi xuống, ta không phải ý tứ này. Đàm Vĩnh Thắng con mắt híp lại thành một cái kẽ hở, cười ha hả nói, như vậy lời đồn vẫn tồn tại, ta, cũng không phải là muốn ngươi đi giết chết này tung tin vịt người, mà là muốn lợi dụng cái này lời đồn, giết chết Giang Sách. A, à, Đàm Quốc Đống vẻ mặt mộng bức. Hắn hồ nghi nhìn Đàm Vĩnh Thắng, căn bản không hiểu nổi đối phương có ý tứ, có ý đồ gì. Đàm Vĩnh Thắng tiếp tục nói, Quốc Đống a, người biết khổ nhục kế sao? Biết, Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ân, Quốc Đống, ra ra cũng muốn đùa với ngươi vừa ra khổ nhục kế. Là như thế nào ngoạn pháp? Đơn giản, Quốc Đống người bỏ chạy đi Giang Sách bên kia, làm bộ đầu nhập vào lý do chính là cái kia lời đồn phụ thân ngươi bị ta giam. Đàm Quốc Đống trong lòng bàn tay đầu tất cả đều là mồ hôi. Cái này Đàm Vĩnh Thắng đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Kỳ thực, Đàm Quốc Đống còn chính là chỗ này sao nghĩ, hắn nhiều năm như vậy vẫn đợi ở Đàm Vĩnh Thắng bên người, chính là đưa cái này lời đồn trở thành là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ Đàm Vĩnh Thắng đã nhìn ra? Đàm Quốc Đống cau mày nói rằng, ra ra, ta không hiểu, ngài đến tột cùng có ý tứ nha. Cái này còn không hiểu chưa? Đàm Vĩnh Thắng cười ha ha, ta muốn người diễn một màn khổ nhục kế,
làm bộ đầu hàng Giang Sách, bằng lòng Giang Sách làm hắn nằm vùng, dựa dẫm vào ta đánh cắp tình báo. Trên thực tế, ngươi là ta nằm vùng, đi Giang Sách bên kia đánh cắp tình báo cùng kỹ thuật. Quốc Đống, ta muốn ngươi làm một lần song diện gián điệp. Đàm Quốc Đống thẳng nuốt nước bọt, lòng nói lão hồ ly này thật đúng là có đủ gian trá, song diện gián điệp chiêu số đều dùng bắt đi. Mấu chốt nhất là, lý do này dĩ nhiên là cái kia lời đồn. Đến tột cùng Đàm Vĩnh Thắng là thật muốn Đàm Quốc Đống đi làm cái này song diện gián điệp, hay là muốn lợi dụng một lần này cơ hội, đến sò xét Đàm Quốc Đống trung tâm, trong này từng đạo, Đàm Quốc Đống một chốc còn muốn không ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Đàm Vĩnh Thắng khẳng định không yên lòng. Ta biết rồi. Đàm Quốc Đống đứng lên, ra ra, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm, tìm một thời cơ thích hợp đi đầu quân Giang Sách, đánh cắp tình báo của bọn hắn. Không cần tìm thời cơ, sẽ đi ngay bây giờ. Đàm Vĩnh Thắng thần bí nói rằng, ta tin tưởng Giang Sách đang nghe chuyện xưa của ngươi sau đó, nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ngạch. Đàm Quốc Đống gật đầu, tốt, ta đây hiện tại tựu ra phát. Hắn xoay người ly khai Đàm gia biệt thự, nội tâm phi thường tâm thần bất định, không biết lúc này đây đi gặp Giang Sách là phúc hay là họa. Chuyến này, tuyệt đối không yên ổn. Đến khi Đàm Quốc Đống đi sau đó, lão quản gia đi tới vì Đàm Vĩnh Thắng thay đổi một bình trà. Lão gia, ngài đây là đang thăm dò cậu ấm sao? Ha ha, hắn còn dùng thăm dò. Đàm Vĩnh Thắng vừa cười vừa nói, từ hắn ngày đầu tiên tiếp cận ta thời điểm, ta cũng biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này chưa từng có coi ta là thành qua gia gia, một lòng chỉ muốn tìm ra hắn vô liêm sỉ cha. Lão quản gia hỏi, lão gia kia ngươi còn làm cho hắn đi đầu nhập vào Giang Sách, chẳng phải là thả hổ về rừng, để cho bọn họ hai cái liên thủ lại lời nói, chúng ta thì càng nguy hiểm. Yên tâm, bọn họ liên thủ không đứng dậy. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, Giang Sách trời sinh tính đa nghi, sẽ không theo liền tin tưởng Đàm Quốc Đống, mà Đàm Quốc Đống lại sợ không chúng ta chân thực ý đồ, cũng sẽ không đối với Giang Sách toàn bộ thác suất. Hai người bọn họ cùng một chỗ, chỉ biết nghi kỵ lẫn nhau, âm thầm thăm dò, căn bản không biện pháp thổ lộ tình cảm. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hơn nữa đem Đàm Quốc Đống cho chi đi vậy tốt, đỡ phải hắn cũng không có việc gì hướng thư phòng của ta chạy, nếu như thực sự không nghĩ qua là làm cho hắn tìm được na người điên, tất cả khả năng liền toàn bộ xong. Lão quản gia nở nụ cười, đối với Đàm Vĩnh Thắng mưu kế cảm thấy bội phục. Bất quá lão gia, ta không hiểu nổi ý của ngài đồ. Làm cho cậu ấm hắn giả ý đầu hàng Giang Sách, tuy nói cậu ấm sẽ không theo Giang Sách liên thủ, nhưng cậu ấm cùng Giang Sách dù sao đều muốn giết chúng ta, một phần vạn cậu ấm hắn len lén cho Giang Sách cung cấp một ít tình báo trọng yếu, chúng ta đây vẫn là rất bị động a. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, điểm này ta cũng nghĩ đến, không có biện pháp, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lúc này đây, ta muốn làm cho đem cái này hai tiểu lão hổ, một lưới bắt hết. Vì thế, là được gánh chịu một ít nguy hiểm. Lão quản gia chăm chú nhìn Đàm Vĩnh Thắng, lão gia, ngài thực sự dự định động thủ sao? Ngài đã đem con trai giam, hiện tại cũng chỉ có Đàm Quốc Đống cùng Giang Sách hai cái này cháu, nếu như đem bọn họ hai cái một lưới bắt hết, vậy ngài chẳng phải là muốn tuyệt hậu? Đàm Vĩnh Thắng thở dài một hơi. Thiên ý như vậy, ta có thể thế nhưng chỉ cho phép ta phụ người trong thiên hạ, nghỉ giáo người trong thiên hạ phụ ta. Bất kể là nhi tử của ta cũng tốt, tôn tử cũng được, chỉ cần là dám phản ta, ta đều biết diệt trừ. Coi như ta tuyệt hậu, coi như Đàm gia không có người nối nghiệp, thì tính sao? Về sau ta cho dù là thu cái con nuôi, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại những thứ này phản loạn ta đổ hỗn hào. Nói đã đến nước này, lão quản gia cũng không còn cái gì tốt lại nói. Hắn theo Đàm Vĩnh Thắng mấy thập niên, kỳ thực cũng tuyệt không nguyện ý chứng kiến Đàm Vĩnh Thắng đoạn tử tuyệt tôn, nhưng việc đã đến nước này, không phải hắn một quản gia có thể chi phối được. Mặc cho số phận A. Bên kia, Đàm Quốc Đống về tới trong nhà mình, trên mặt vẫn luôn là âm tình bất định, người nào nhìn đều biết hắn cất giấu tâm sự. Mẫu thân Vu Sầm đi tới hỏi, con A, ngươi làm sao? Làm sao vẻ mặt tâm sự dáng vẻ? Có phải hay không cáo giả hắn lại cho ngươi nếm mùi đau khổ? Đàm Quốc Đống thở dài, thành thật nói, mụ, lúc này đây cáo giả cho ta sử dụng đòn sát thủ, ngươi biết hắn muốn ta làm cái gì sao? Làm cái gì?
hắn lại muốn ta đi đầu nhập vào Giang Sách. Cái gì? Vu Sầm kinh ngạc nói rằng, cáo giả đây là uống lộn thuốc sao? Làm sao đột nhiên cho ngươi đi cùng Giang Sách liên thủ? Đàm Quốc Đống cười khổ một tiếng, nói rằng, không chỉ có như vậy, ngươi biết hắn để cho ta đầu nhập vào Giang Sách lấy cái gì lý do sao? Chính là muốn dùng ba ta bị hắn cho bí mật giam chuyện này làm lý do. Vu Sầm triệt để ngây ngẩn cả người. Lão hồ ly này, này đây lui vì vào a. Kỳ thực tất cả mọi người đối với chuyện này nói năng thận trọng, không người nào dám nói ra trước mặt mọi người tới, nhưng Đàm Vĩnh Thắng chính là đi nhầm đường, ngay trước Đàm Quốc Đống đưa ra chuyện này. Còn muốn Đàm Quốc Đống lợi dụng chuyện này đi đầu quân Giang Sách. Đương nhiên, Giang Sách nghe xong câu chuyện này, bằng lòng tiếp thu Đàm Quốc Đống có khả năng là phi thường lớn. Vu Sầm hỏi, cáo giả đây là muốn làm cái gì nha? Đàm Quốc Đống nói rằng, dựa theo chính hắn thuyết pháp, là muốn ta đi làm một cái song diện gián điệp, giả ý đầu nhập vào, trên thực tế là đi giúp hắn đánh cắp Giang Sách tình báo, tốt giết chết Giang Sách. Nhưng mà trên thực tế, ta cảm thấy được sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ta hoài nghi, cáo giả đã xem thấu động cơ của ta, ngay cả ta cũng có thể muốn giết chết a. Không thể không nói, Đàm Quốc Đống khứu giác vẫn là bén nhạy. Vu Sầm hù dọa, con trai, ta cảm thấy được sự tình làm lớn lên, ta không muốn xen vào nữa những chuyện kia rồi được không? Không được, ta đều sắp tra ra phụ thân tung tích, vào lúc này buông tha, ta làm không được. Na thực sự không được, con trai, ngươi tự kiền thúy đến cái ngoan, cũng đừng làm bộ đầu hàng Giang Sách rồi, trực tiếp thực sự đầu hàng được rồi. Ngươi cùng Giang Sách liên thủ, tin tưởng dễ dàng hơn đối phó cáo giả. Đàm Quốc Đống trầm mặc. Hồi lâu, hắn thở dài nói rằng, ta không thể không nghĩ tới phương pháp này, nhưng không thể được a. Giang Sách trời sinh tính đa nghi, ta theo hắn có quá nhiều ăn tết, coi như ta thật tình thành ý với hắn liên thủ, hắn cũng sẽ không tin tưởng ta. Hơn nữa, ta mục đích duy nhất là tìm ra phụ thân hạ lạc, không phải giết chết cáo giả. Nếu như không nghĩ qua là giết chết cáo giả, nhưng không có tìm được phụ thân, na. Ta đây liền thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Vu Sầm hỏi, cho nên, con trai, tính toán của ngươi là. Đàm Quốc Đống ngẩng đầu, nói thật ta đều đã tại cáo giả bên người giả điên phẫn ngốc đã nhiều năm như vậy, cũng không kém lúc này đây. Hắn để cho ta đi làm song diện gián điệp, tốt, ta phải đi khi này cái song diện gián điệp. Ta sẽ trợ giúp hắn giải quyết hết Giang Sách, thắng được tín nhiệm của hắn. Thích hợp sao? Như vậy, thật sự rất tốt sao? Vu Sầm lòng có không đành lòng nói, na Giang Sách với người giống nhau, đều là người cơ khổ. Kỳ thực hai người các ngươi ở rất nhiều nơi đều là tương tự chính là, chỉ là đi đường bất đồng mà thôi. Hắn ở ngoài sáng, ngươi ở đây ám, các ngươi cộng đồng mục tiêu đều là cáo giả, hà tất tự giết lẫn nhau. Ta thế nào cảm giác, cáo giả đem ngươi an bài đi qua, chính là muốn ngươi cùng Giang Sách hai hổ đánh nhau ha. Đàm Quốc Đống bất đắc dĩ nói, mụ. Những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng sự tình đã đến tình trạng này, ta đã không có tuyển trạch. Nếu lựa chọn diễn kịch, như vậy nhất định tu diễn đến cùng. Mụ, người yên tâm, ta bồi cáo giả diễn xong trận này làm trò sau đó, sẽ lập tức tìm ra phụ thân, lại cũng không chịu hắn bài bố. Nói xong dễ dàng, làm khó khăn. Vu Sầm thở dài, nói rằng, mụ mụ cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi, con trai a, chính ngươi nhiều bảo trọng. Ta biết rồi. Ân, tới, ăn cơm đi. Ngày kế, sáng sớm, Giang Sách chiếm được một cái phi thường khiếp sợ tin tức Đàm Quốc Đống đăng môn bái phỏng. Giang Sách vẫn còn ở phòng làm việc cùng Cửu Trắng, Bình Nước cùng nhau tham thảo có quan hệ đối phó Đàm gia tương quan công việc, không nghĩ tới Đàm Quốc Đống liền đặc biệt chạy đến. Hắn tới làm gì, chẳng lẽ, là tới tìm hiểu tin tức? Mấu chốt nhất là... Na Đàm Quốc Đống giống như là sợ bị người cho nhìn ra giống nhau, đội mũ cùng kính dâm, ăn mặc một tịch áo gió, lái vẫn là một chiếc màu hồng nữ nhân thức xe con. Quái dị như vậy hành vi, làm cho Giang Sách đều có chút mộng, đoán không ra ý đồ của đối phương. Thông suốt, muốn gặp hắn sao? Cừu Trắng hỏi. Thấy, nhất định phải thấy. Đàm Quốc Đống tới quỷ dị như vậy, nếu như không thấy nói, làm sao biết hắn đến cùng đang đùa hoa dạng gì? Vì vậy Giang Sách đang ở lòng tràn đầy nghi hoặc trong đi tới phòng họp, cùng Đàm Quốc Đống thấy.
Quan hệ của bọn họ không thể bảo là không kém. Thấy, cũng không còn cái gì có thể nói, phi thường xấu hổ, Giang Sách trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không được mở miệng trọng tâm câu chuyện. Ngược lại thì Đàm Quốc Đống phi thường chủ động nói rằng, không có ai phát hiện là ta tới a. Giang Sách phốc suy nở nụ cười, ngươi mặc thành cái dạng này, chắc là không có ai phát hiện ngươi đã đến rồi. Chỉ là không biết Đàm gia cậu ấm tại sao muốn ăn mặc quái dị như vậy, ngươi tới chúng ta Thịnh Vui khoa học kỹ thuật lại là vì cái gì? Giang Sách hỏi ngược lại cũng trực tiếp. Đàm Quốc Đống nhìn chung quanh một chút, hít thở sâu một hơi, cũng khai môn kiến sơn nói rằng, ta hôm nay tới gặp ngươi, mục đích chủ yếu chính là vì với ngươi liên thủ, cùng nhau đối phó Đàm Vĩnh Thắng. Lời như vậy, ai tin? Đừng nói là Giang Sách rồi, coi như là người bình thường, cũng căn bản sẽ không tin tưởng Đàm Quốc Đống những lời này. Giang Sách phi thường khiếp sợ. Hắn không rõ, vì sao Đàm Quốc Đống lại đột nhiên xin vào dựa vào chính mình. Vì vậy hỏi hắn, Đàm thiếu gia, ngươi nhưng là Đàm Vĩnh Thắng cháu trai ruột, về sau Đàm gia gia chủ, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi theo như lời nói. Đàm Quốc Đống hết sức chăm chú nói, ta không có lừa ngươi, ta là thực sự xin vào dựa vào ngươi. Đương nhiên, ta cũng biết cái này rất khó khiến người ta tin tưởng, bất quá, ta có lý do của ta. Lý do gì? Vì cứu ra cha ta. Ân, Giang Sách, ta cũng không gạt ngươi, cho nên ta tiếp cận Đàm Vĩnh Thắng, cũng không phải là bởi vì hắn là gia gia ta, mà là bởi vì hắn đem ta phụ thân cho giam. Hiện tại, ta đã tìm được phụ thân hạ lạc, nhưng không có biện pháp cứu ra hắn. Cho nên ta nghĩ muốn đầu nhập vào ngươi, với ngươi liên thủ, nội ứng ngoại hợp, đem Đàm Vĩnh Thắng cho giết, do đó cứu ra cha ta. Lời nói này, phi thường động nhân. Bởi vì Đàm Quốc Đống đang nói lời nói này thời điểm, là mang theo chân thực tình cảm đang nói. Hắn đúng là vì cứu ra phụ thân mà tiếp cận Đàm Vĩnh Thắng, mấy năm nay cũng vẫn vì thế mà nỗ lực, việc này cùng tình cảm đều là thật. Đàm Quốc Đống nói, 90% đều là thật. Trên đời này khó nhất vạch trần lời nói dối, chính là chỗ này một loại tiếp cận lời nói dối chân thật. Nó không phải 100% giả. Thậm chí 90% đều là thật, chỉ có 10% là giả. Giang Sách hết sức chăm chú nhìn Đàm Quốc Đống, hắn từ Đàm Quốc Đống ánh mắt trong quả thực thấy được hai chữ, rõ ràng. Đó là ngụy trang không ra được. Giang Sách tin tưởng, Đàm Quốc Đống quả thực phi thường muốn cứu ra phụ thân Đàm Thành Nghĩa, đương nhiên. Giang Sách cũng sớm liền từ Cửu Trắng bên kia chiếm được Đàm Thành Nghĩa tình báo, biết Đàm Thành Nghĩa cùng Đàm Vĩnh Thắng giữa đã qua. Biết đến càng nhiều, ngược lại sẽ vùi lấp càng sâu. Giang Sách tuyển trạch tin Đàm Quốc Đống, bởi vì hắn thực sự tìm không được bất luận cái gì Đàm Quốc Đống nói láo dấu hiệu. Bất quá, Giang Sách cũng không có đơn giản liền cùng Đàm Quốc Đống đạt thành hợp tác. Hắn nói rằng, lời ngươi nói ta đây cũng biết một điểm, quả thực. Từ về tình cảm ta có thể lý giải ngươi, thế nhưng Đàm Quốc Đống, ngươi cùng Đàm Vĩnh Thắng quan hệ giữa không cạn, ngươi theo ta mâu thuẫn cũng không phải một hai ngày. Coi như ta tin tưởng ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy tiếp thu ngươi a. Đàm Quốc Đống nói rằng, ta biết, muốn ngươi lập tức liền tiếp thu ta, nhất định là rất khó. Bất quá xin ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đưa lên đầu danh trạng. Đầu danh trạng, ngươi có ý tứ. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, chờ ta tốt tin tức xấu đi. Nói xong, Đàm Quốc Đống đội mũ, kính mắt, vội vã rời đi, sợ bị người cho nhận ra. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Cửu Trắng cùng Bình Nước đều đi tới phòng họp. Bọn họ cùng Giang Sách ý tưởng đều là nhất trí, từ về tình cảm mà nói, Đàm Quốc Đống hành vi là có thể lý giải, cũng không phải thường chân thật, nhưng từ trong hiện thực xem, chuyện như vậy thực sự quá khó khăn tin tưởng. Cửu Trắng nói rằng, loại này khẩn yếu quan đầu, ta xem cũng không cần cùng Đàm Quốc Đống hợp tác, vạn nhất xảy ra đường rẽ, chúng ta liền tiền công tẫn khí. Bây giờ là, không cầu công lao a. Bình Nước lại kiềm giữ ngược lại quan điểm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là cùng Đàm Quốc Đống hợp tác. Nếu như hắn đúng là chân tâm thật ý hợp tác với chúng ta đây nội ứng ngoại hợp, giết chết Đàm Vĩnh Thắng sẽ trở nên dễ dàng nhiều. Mặc dù hắn là giả ý đầu nhập vào, chúng ta cũng có thể phòng bị hắn, tương kế tự kế, tìm hiểu nguồn gốc, từ Đàm Quốc Đống trên người mở ra đột phá khẩu. Mặc kệ Đàm Quốc Đống là thật tâm hay là giả dối, chúng ta đều là kiếm.
chỉ là phiêu lưu trọng đại, cần khắp nơi phòng bị. Hai người bọn họ quan điểm đều cũng có đạo lý, cuối cùng vẫn là muốn cho Giang Sách để làm quyết sách, dù sao Giang Sách mới là thống suất. Giang Sách một tay bưng cằm, không ngừng đang nhớ lại vừa mới Đàm Quốc Đống theo như lời nói, cùng với vẻ mặt của hắn. Đàm Quốc Đống, ta tin tưởng hắn thực sự rất muốn làm rơi Đàm Vĩnh Thắng. Cừu Trắng cùng Bình Nước liếc nhìn nhau, cũng có tương đồng ý tưởng. Bất quá, Giang Sách còn nói thêm, hắn muốn trừ bỏ Đàm Vĩnh Thắng, với hắn đầu nhập vào ta, cũng không nhất định có trực tiếp liên quan. Lấy Đàm Quốc Đống tính cách, bằng vào chúng ta hai giữa mâu thuẫn, ta không tin hắn sẽ chọn theo ta hợp tác. Hắn đối với Đàm Vĩnh Thắng hận, càng giống như là dùng để thuyết phục ta mượn cớ. Nhất châm kiến huyết. Giang Sách không hổ là tu la chiến thần, nhìn vấn đề thấy được cây nhi trên. Hắn nói rằng, Đàm Quốc Đống lần này hành vi, là của hắn lớn mật nếm thử, cũng là cơ hội của chúng ta theo gió hiểm. Xử lý tốt, sở trường giảm một nửa công sức, xử lý không tốt, có thể sẽ đưa tới diệt vong. Ta quyết sách là, tuyển trạch cùng Đàm Quốc Đống hợp tác, thế nhưng, tuyệt đối phải giữ vững khoảng cách cùng cảnh giới tính. Cừu Trắng cùng Bình Nước đồng thời đứng lên, minh bạch. Hai người rời đi. Giang Sách ngồi một mình ở bên trong phòng làm việc, suy tính một cái vấn đề khác đầu danh trạng. Ở Đàm Quốc Đống lúc rời đi, nói vô cùng rõ ràng, sẽ cho mình một cái đầu danh trạng, hơn nữa là trong khoảng thời gian ngắn liền mang đến. Giang Sách thật tò mò, Đàm Quốc Đống sẽ cho mình mang đến dạng gì đầu danh trạng. Nếu quả như thật là cái loại này khó có thể kháng cự lợi ích to lớn, Giang Sách hắn còn có thể giữ được tính táo nữa, cùng Đàm Quốc Đống giữ một khoảng cách sao? Tất cả, phải xem Đàm Quốc Đống biết mang đến cái gì. Giang Sách hít thở sâu một hơi, tuồng vui này, càng ngày càng có ý tứ. Đàm Quốc Đống thay đổi một chiếc xe sau đó về tới Đàm gia biệt thự, bất kể nói thế nào, một bộ này làm trò vẫn là diễn cố gắng thực sự. Hắn vừa đi vào đại môn, liền thấy Đàm Vĩnh Thắng ở trên bàn trà bãi lộng một ít văn kiện. Ra ra, người giao phó sự tình đều làm xong. Hắn đi tới trước khay trà, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên bàn trưng bày toàn bộ đều là chí canh chế tạo văn kiện. Đàm Vĩnh Thắng cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thế nào, Giang Sách có phản ứng gì a? Liền cùng ra ra người dự liệu giống nhau, Giang Sách hắn đối với ta rất hoài nghi. Nhưng hắn vừa không có trực tiếp cự tuyệt ta, mà là bồi hồi do dự. Vậy thì đúng rồi, Giang Sách là người như vậy. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, cho nên để làm cho hắn có thể đủ tin tưởng ngươi, chỉ có càng cần nữa một phần đầu danh trạng, làm cho hắn thủ tiêu đối với ngươi hoài nghi. Đàm Quốc Đống hỏi, được rồi ra ra, trước ngươi đang ở nói gì với ta đầu danh trạng, ta cũng dựa theo lời ngươi nói báo cho Giang Sách. Hiện tại dù sao cũng nên nói cho ta biết bước kế tiếp kế hoạch là cái gì a? Đàm Vĩnh Thắng lấy tay gõ một cái bàn trà. Cái này, chính là đầu danh trạng. Đàm Quốc Đống có chút mộng. Hắn cúi đầu nhìn trên bàn uống trà những văn kiện kia, toàn bộ đều là về chí canh chế tạo. Cái này chí canh chế tạo có thể không phải được, được xưng là Đàm gia phổi, có thể tưởng tượng được, nó đối với Đàm gia quan trọng đến cỡ nào. Đàm gia mỗi một năm hết Tết đến cũng phải dựa vào chí canh chế tạo tới thắng được danh tiếng, phát triển kỹ thuật, kiếm lấy tiền tài. Mỗi một năm, Đàm gia đều sẽ hướng bên trong đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực. Đàm gia phổi, không phải chuyện đùa. Nhưng khi nhìn Đàm Vĩnh Thắng ý tứ, giống như là chuẩn bị đem viên này phổi cho cắt bỏ một cái dạng, chẳng lẽ hắn cần chí canh chế tạo tới thắng được Giang Sách tín nhiệm. Đùa có chút lớn a. Đàm Quốc Đống nói rằng, ra ra, cái này chí canh chế tạo nhưng là nhà của chúng ta phổi a, mất đi nó, chúng ta sẽ ngay cả hô hấp đều trở nên trắc trở. Coi như là cấp cho đầu danh trạng, phải thắng lấy Giang Sách tín nhiệm, chúng ta cũng không cần đem chí canh chế tạo cùng lấy ra đi. Tùy tiện cầm một cái công ty nhỏ tới khai đao không được sao. Đàm Vĩnh Thắng cười lạnh một tiếng, luyến tiếc hài tử không bẫy được lang. Nếu như chỉ là xuất ra một cái không đến nơi đến chốn công ty nhỏ, Giang Sách sẽ tin tưởng quyết tâm của ngươi. Chẳng những sẽ không tin tưởng ngươi, còn có thể đối với ngươi hoài nghi càng thêm sâu. Chúng ta không thể thua nữa, ta đã quyết định đối với chí canh chế tạo động thủ, hay dùng nó đảm đương đầu danh trạng, thắng được Giang Sách tín nhiệm đối với ngươi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tối hôm nay ngươi cho Giang Sách gọi điện thoại,
đem Chí Canh chế tạo tấm màn đen tiết lộ cho hắn, làm cho cảnh sát tới xét xử Chí Canh chế tạo, như vậy thì sẽ đối với chúng ta Đàm gia tạo thành đả kích khổng lồ. Tin tưởng ngươi làm những thứ này, Giang Sách coi như không hoàn toàn tin tưởng ngươi, tín nhiệm đối với ngươi cảm giác cũng sẽ đề thăng không ít. Nói, hắn đem văn kiện trên bàn sửa sang xong giao cho Đàm Quốc Đống. Nơi này chính là Chí Canh chế tạo tấm màn đen, đêm nay Chí Canh chế tạo muốn tổ chức một cái thương giới tiệc tối, ngươi liền liên thủ Giang Sách, trước mặt mọi người giết Chí Canh chế tạo a. Nhìn văn kiện trong tay, Đàm Quốc Đống vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn phát hiện mình thực sự nhìn không thấu Đàm Vĩnh Thắng, con lão hồ ly này mỗi một bước đều như vậy ngoài dự đoán mọi người, Đàm Quốc Đống ở trước mặt hắn, thực sự cũng chỉ là một tôn tử. Ngay cả Chí Canh chế tạo loại cấp bậc này sản nghiệp đều có thể nói bỏ qua liền bỏ qua, Đàm Vĩnh Thắng quyết đoán, thật không phải là người bình thường có thể so sánh được. Ta biết rồi, ra ra, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Ân, vậy ngươi hãy đi về trước a, suy nghĩ thật kỹ một cái buổi tối làm sao cho Giang Sách mật báo. Đã biết, ra ra. Đàm Quốc Đống đem văn kiện nhét vào trong quần áo, cuống cuồng đi ra ngoài. Kiểm thượng mang đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đàm Vĩnh Thắng tự mình quất ra một điếu thuốc, châm lửa. Khóe miệng của hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Đàm Quốc Đống giống như là một cái đề tuyến con rối, bị Đàm Vĩnh Thắng tùy ý điều khiển, muốn cho hắn làm gì thì làm cái đó. Lúc này, lão quản gia đi đến. Hắn cho Đàm Vĩnh Thắng thay đổi một bình trà, đồng thời nói rằng, lão gia, chúc mừng ngươi lại giải quyết hết một cái đại phiền toái. Đàm Vĩnh Thắng quay đầu nhìn thoáng qua lão quản gia, hỏi, a hát. Thế nào nói ra lời này ở đâu? Lão quản gia nở nụ cười. Hắn tằng hắng một cái, nói rằng, cái này Chí Canh chế tạo, tuy nói là chúng ta Đàm gia phổi, nhưng trong đó tham ô hủ bại hiện tượng vô cùng nghiêm trọng, nghiêm ngặt tra được tới, không biết có bao nhiêu nợ khó đòi, chết sổ sách. Khối này phổi, đã sớm lạn thấu. Đặc biệt Chí Canh chế tạo người phụ trách Dương Dũng Chí, ỷ vào người sáng lập thân phận cùng địa vị, nhiều năm trước tới nay bó lớn mò tiền, thậm chí kiếm so với bổn gia đều nhiều hơn. Cái này nhân loại, sớm đã bị cảnh sát cho để mắt tới, là nhất định phải xảy ra chuyện. Lão gia ngươi lợi dụng thiếu gia tay đem Chí Canh chế tạo cho diệt trừ, thứ nhất coi như là cho rồi Giang Sách một cái đầu danh trạng, thắng được tín nhiệm của hắn. Thứ hai cũng đem Chí Canh chế tạo viên này cơ hồ không có giá trị nát vụn phổi cho cắt bỏ rớt. Thứ ba, đúng lúc phiết thanh cùng Dương Dũng Chí quan hệ, cảnh sát sau này tra được tới, cũng sẽ không bị liên lụy. Có thể nói là, một mũi tên trúng ba con chim. Cho nên, ta chỉ có chúc mừng lão gia ngươi lại giải quyết hết một cái đại phiền toái a. Đàm Vĩnh Thắng phi thường ngạc nhiên nhìn lão quản gia, một lát sau, cười lên ha hả. Ngươi a. Thực sự là trong bụng ta run đúa, ta muốn cái gì ngươi đều biết. Lão quản gia từ tốn nói, ta nhưng là từ mười mấy tuổi liền theo bạn ở lão gia cạnh ngươi, mấy thập niên, nếu như ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo thưởng thức cũng không có, làm sao còn hầu hạ lão gia ngài a? Đàm Vĩnh Thắng gật đầu, trên đời này có thể như thế hiểu ta, chiếu cố ta, chỉ có ngươi, so với ta lão bà còn cẩn thận tỉ mỉ ở đâu. Ai? Nếu như ngươi tuổi còn trẻ cái hai ba chục tuổi, cái này chủ nhà họ Đàm vị trí, ta tuyệt đối sẽ truyền cho ngươi. Lão quản gia lại cười ha ha, nói rằng, lão gia, ngươi sẽ không, chính là bởi vì ta lão liễu, ngươi mới có thể đối với ta yên tâm. Nếu như ta tuổi còn trẻ hai ba chục tuổi, ngươi cũng sẽ không đối với ta như vậy rồi, ngươi sẽ đối với ta khắp nơi phòng bị, thậm chí khai trừ ta, mà không phải nghĩ để cho ta tới đương gia chủ. Bởi vì lão quản gia đột nhiên nhìn Đàm Vĩnh Thắng, hết sức chăm chú nói, ở lão gia trong lòng của ngài, Đàm gia gia chủ chỉ có một, mãi mãi cũng là ngài, ai dám mơ ước cái chỗ ngồi này, người đó phải chết. Lúc này, ngay cả Đàm Vĩnh Thắng đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này bình thường phi thường khiêm tốn lão quản gia, không nghĩ tới tâm cơ lòng dạ sâu như thế, đối với mình lý giải, thậm chí so với chính mình còn muốn khắc sâu nhiều. Đàm Vĩnh Thắng thở dài một hơi, hôm nay ngươi, để cho ta cảm thấy sợ a. Lão quản gia cười cười, lão gia ngài không cần sợ, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài, thậm chí đến rồi thời điểm mấu chốt, ta nguyện ý vì ngài mà chết. Trong lòng ta, Đàm gia cũng chỉ có thể có một chủ nhân, đó chính là ngài. Nói xong,
lão quản gia cúi đầu, yên lặng đi ra. Nhìn lão quản gia bóng lưng rời đi, Đàm Vĩnh Thắng không khỏi sinh lòng cảm khái. Trên cái thế giới này năng nhân bối xuất, ai cũng không thể xem nhẹ ở đâu, một bước đi nhầm, khả năng sẽ đẩy bàn đều thua. Đàm Quốc Đống rất nhanh thì về đến nhà, gặp được mẫu thân Vu Sầm. Hôm nay Đàm Quốc Đống, so với quá khứ nhìn qua còn muốn uể oải bất kham, một bụng tâm sự toàn bộ đều viết ở trên mặt, ai nấy đều thấy được hắn hiện tại vô cùng quấn quýt cùng bất an. Vu Sầm chứng kiến con trai na khuôn mặt nghi hoặc, mau đuổi theo hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Cáo già lại cho ngươi làm cái gì chuyện nguy hiểm rồi không? Đàm Quốc Đống thở dài một hơi, nói rằng, mụ, người biết Chí Canh chế tạo sao? Đương nhiên biết a, đây chính là Đàm gia phổi. Làm sao, Dương Dũng Chí hắn xảy ra vấn đề. Đàm Quốc Đống liền đem Đàm Vĩnh Thắng giao phó nhiệm vụ nói một lần. Vu Sầm nghe xong, cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Thực sự là kỳ quái, cáo già từ trước đến nay nhìn kỹ tiền tài làm sinh mệnh, chưa bao giờ bằng lòng ăn nửa điểm thua thiệt, làm sao đột nhiên lại lớn như vậy phương rồi. Tuy nói là vì thắng được Giang Sách tín nhiệm, nhưng làm như vậy, không khỏi cũng hy sinh quá. Có phải hay không Dương Dũng Chí đắc tội lão hồ ly? Ta có thể nghe nói, Dương Dũng Chí cho tới nay đều kiếm đặc biệt lợi hại, đã sớm làm cho cáo già không hài lòng. Rất có thể, cáo già chính là cho ngươi mượn tay để giải quyết Dương Dũng Chí. Đàm Quốc Đống kỳ thực cũng có ý nghĩ như vậy, vấn đề là, hiện tại dường như cũng chỉ có thể nghe theo Đàm Vĩnh Thắng nói đi làm, căn bản là không thay đổi được cái gì. Chẳng lẽ, muốn len lén cho Dương Dũng Chí mật báo? Căn bản không có làm như thế cần phải. Đàm Quốc Đống nói rằng, tuy là hiện nay đang làm mỗi một sự kiện nhìn qua chưa từng vấn đề gì, thế nhưng mụ, ta cuối cùng cảm giác là lạ. Giống như là bị cáo già cho mông thượng con mắt, dựa theo hắn nói lộ tuyến đi. Nếu như hắn cho ra lộ tuyến phần cuối là vực sâu vạn trượng lời nói, ta đây khả năng liền biết rơi phấn thân toái cốt. Vu Sầm lo lắng nói, ta đã sớm nói, cáo già khó đối phó, ngươi không phải không nghe. Thừa dịp bây giờ còn chưa có bất kỳ nguy hiểm phát sinh, rời khỏi A, chúng ta dọn đi nước ngoài, lại cũng không đã trở về. Đàm Quốc Đống ngẩng đầu, hỏi, na, ba ta làm sao bây giờ? Vu Sầm trầm mặc. Đúng vậy, trượng phu của nàng làm sao bây giờ? Căn cứ hiện tại Đàm Quốc Đống tra được manh mối đến xem, trượng phu của nàng Đàm Thành Nghĩa chính là bị cáo giả cho giam. Còn kém một bước, là có thể đem người cấp cứu đi ra. Lúc này buông tha, thực sự rất không cam tâm. Vu Sầm thở dài nói rằng, quên đi, ta một nữ nhân, không kiến thức không có bản lĩnh, chủ trì không là cái gì đại cục, tất cả mọi chuyện tất cả nghe theo ngươi an bài A. Quốc Đống A, mụ chỉ có một yêu cầu, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn lấy an toàn tánh mạng của mình là thứ nhất vị, ngàn vạn lần không nên làm chuyện nguy hiểm. Nếu như không nên ở ngươi với ngươi ba trước làm ra một lựa chọn, mụ mụ sẽ chọn để cho ngươi sống sót. Chúng ta đều già rồi, không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quốc Đống A, nếu như ngươi vì mình mạng sống mà buông tha ba ngươi, mụ mụ chắc là sẽ không trách tội ngươi, ngươi cũng không cần có bất kỳ tâm lý bao quần áo. Biết không? Đàm Quốc Đống cười khổ một tiếng, ta biết rồi, mụ. Hắn rất cảm kích Vu Sầm có thể nói như vậy, thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu như hắn vì mình mạng sống mà tuyển trạch buông tha phụ thân tính mệnh, vậy cùng cầm thú còn có cái gì phân biệt? Trên cái thế giới này sẽ làm như vậy, ước đoán chỉ có cái kia không cần mặt mũi cáo già. Hoàng liễu hoàng đầu, Đàm Quốc Đống đem tất cả tài liệu đều lấy ra, bày ra trên bàn từng cái kiểm tra, một bên xem một bên suy nghĩ buổi tối làm sao cho Giang Sách gọi điện thoại. Tối nay làm trò, rất trọng yếu a. Bầu trời, từ từ biến thành hắc sắc. Giang Sách như trước ngồi ở trong phòng làm việc mặt, còn đang chờ đợi đến từ Đàm Quốc Đống đầu danh trạng, cái này quan hệ đến tiếp theo giai đoạn kế hoạch tiến triển, không thể không cẩn thận một điểm. Cừu Trắng đã ở tiến hành tình báo đánh cắp, kỳ vọng có thể thu được càng nhiều hơn cùng Đàm Quốc Đống đầu nhập vào tình báo. Đáng tiếc, cơ bản không có bất luận cái gì thực chất tính đột phá. Bởi vì ngoại trừ Đàm Quốc Đống cùng Đàm Vĩnh Thắng ở ngoài, cũng liền lão quản gia đối với chuyện này có hiểu biết, mặc kệ Cừu Trắng như thế nào hỏi thăm, cũng không có biện pháp từ chỗ khác trong dân cư biết có quan đầu nhập vào sự tình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang ở 8 giờ đúng thời điểm, bỗng nhiên, Giang Sách phòng làm việc điện thoại vang lên. Hắn cùng Cừu Trắng, Bình Nước đều nhìn về phía này vang động điện thoại, ba người trong lòng kỳ thực đều là đang muốn cùng dạng một việc, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Giang Sách bình phục một cái tâm tình, tự tay đem điện thoại cho nhận. Uy, vị ấy. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, Giang Sách chủ tịch sao? Là ta. Đối phương rõ ràng cho thấy biết Giang Sách, chỉ bất quá đối phương dùng đổi giọng khí, đem mình thanh âm xóa sạch rồi, căn bản là nghe không hiểu là ai. Cũng là sợ lưu lại chứng cứ a. Giang Sách hỏi, ngươi là vị ấy, tìm ta có chuyện gì không? Đối phương dừng lại khoảng khắc, nói rằng, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là. Ta sau đó phải nói nhất đoạn văn, ta chỉ nói một lần, ngươi nghe rõ ràng, cái này có thể sự tình quan trọng. Quan hệ đến Đàm Gia Phổi. Giang Sách ngay lập tức sẽ đã biết chuyện nghiêm trọng, hắn tự tay liền theo hạ điện thoại ghi âm, đem đối phương nói toàn bộ đều làm bản sao, cũng mở ra miễn đề, làm cho Cừu Trắng, Bình Nước cũng có thể cùng nhau nghe được. Kế tiếp trong vòng 5 phút, đối phương người nó đem Đàm Gia Trí Canh chế tạo các loại tấm màn đen một chút xíu tiết lộ cho Liễu Giang Sách, thậm chí còn đem đại lượng chứng cứ đều đi qua bưu kiện, chuyển phát nhanh các loại phương thức giao phó đến Liễu Giang Sách trong tay. Có những tin tức này cùng chứng cứ, Giang Sách nửa phút có thể tiêu diệt Trí Canh chế tạo. Toàn bộ sau khi nói xong, đối phương cuối cùng bổ sung một câu, Giang Đồng, mời lợi dụng được trong tay ngươi tin tức, sự hợp tác của chúng ta vừa mới bắt đầu, ta còn sẽ đánh đưa cho ngươi, tái kiến. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Giang Sách cũng buông điện thoại xuống. Hắn nhìn một chút Cừu Trắng, lại nhìn một chút Bình Nước, cười khổ một tiếng nói rằng, đầu danh trạng. Tới. Căn cứ mới vừa tình huống đến xem, đối phương là Đàm Quốc Đống có khả năng cực cao, tuy là cải biến thanh âm, nhưng từ giọng nói chuyện vẫn có thể nghe ra một. Hai. Mấu chốt nhất là, lớn như vậy lượng tấm màn đen, người bình thường là không lấy được, chỉ có Đàm Quốc Đống loại này cao tầng mới có thể thu được. Cộng thêm Đàm Quốc Đống sáng sớm lúc rời đi nói đầu danh trạng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, vô luận từ phương diện nào đến xem. Đối phương là Đàm Quốc Đống có khả năng đều cực cao. Cừu Trắng nói rằng, hắn vẫn thật cẩn thận, rất sợ thân phận bại lộ, lại còn dùng đổi giọng khí. Bình Nước nói rằng, thống suất, hiện tại chúng ta đã nắm giữ đại lượng chứng cứ, có muốn hay không giết Trí Canh chế tạo. Giang Sách rơi vào trầm tư. Hắn đã ở suy nghĩ, có muốn hay không nhân cơ hội giết Trí Canh chế tạo. Ai cũng biết, Trí Canh chế tạo là Đàm Gia Phổi. Chuyện liên quan đến trọng yếu, đem Trí Canh chế tạo cho giết, Na Đàm gia sẽ tao ngộ lớn vô cùng tổn thất. Nhìn bề ngoài, đây đối với Giang Sách phi thường có lợi. Nhưng trên thực tế rồi, cái này sẽ không sẽ là một cái bẫy, có phải hay không là Đàm Quốc Đống hoặc giả nói là Đàm Vĩnh Thắng âm mưu. Tất cả còn chưa biết được. Suy nghĩ hồi lâu, Giang Sách nói rằng, nếu như đang nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy dưới tình huống chúng ta cũng không dám động thủ, Na nói gì giải quyết triệt để Đàm gia. Hơn nữa, nếu như chúng ta không làm, chẳng khác nào tuyên bố cùng Đàm Quốc Đống hợp tác ngưng hẳn, đó là vạn vạn không được. Làm, hiện tại lập tức, giết Trí Canh chế tạo. Coi như phía trước là cái hố lửa, ta cũng nhảy. Có Liễu Giang Sách những lời này, Cừu Trắng cùng Bình Nước tự buông ra tay chân đi làm. Cừu Trắng lập tức tra tìm tình báo, biết được đêm nay Trí Canh chế tạo đang ở tổ chức một hồi to lớn tiệc tối, tham gia đều là thương giới đại lão cấp bậc nhân vật, hiện tại động thủ, có thể cho Đàm gia càng thêm mất mặt, gặp thương tích biết lớn hơn nữa, làm ít công to. Vì vậy Bình Nước phải đi liên hệ cảnh sát, đem tất cả chứng cứ tài liệu đều giao lên. Tất cả giải quyết, sẽ chờ xem một hồi trò hay. Giang Sách lái xe, mang theo Cừu Trắng. Bình Nước cùng đi đến rồi tiệc tối đại lâu bên ngoài, lẳng lặng nhìn. Muộn, 9 giờ 20. Trí Canh chế tạo người phụ trách Dương Dũng Trí, chính đoan lấy chén rượu ở trên đài hướng về phía microphone hưng phấn nói tương lai kế hoạch. Các bạn, chỉ cần các ngươi tham dự vào Trí Canh chế tạo chung tới, như vậy ta Dương Dũng Trí liền cam đoan đại gia có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Về sau, chúng ta có phúc cùng chung, gặp nạn. Ha ha. Căn bản không khả năng gặp nạn. Ta Dương Dũng Trí, chính là thiên, tất cả khó, một mình ta khiêng. Hắn quả thực uống nhiều rồi,
cuồng vọng như vậy lời nói ngay trước nhiều người như vậy cũng dám nói ra. Thượng đế muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Dương Dũng Chí đã triệt để điên cuồng, cái này cũng đại biểu hắn cách diệt vong không xa. Đang ở hắn vừa mới nói xong lời nói này, đang ở mọi người dưới đài nhao nhao vỗ tay biểu thị chúc mừng, đang ở hiện trường tình cảm quần chúng kích động đánh trống reo hò không dứt thời điểm, cửa phòng khách đột nhiên mở ra, một đám người vọt vào. Là cảnh sát. Trong nháy mắt, tất cả tân khách đều mộng ép. Bọn họ rất sợ chứng kiến cảnh sát, đặc biệt nhiều như vậy cảnh sát, trong lúc nhất thời đều rối rít trốn về sau, tự động cho tránh ra một con đường. Đương nhiên, cảnh sát mục tiêu cũng không phải bọn họ. Những cảnh sát kia sắp hiện ra tràng vây, một tên trong đó cảnh sát xuất ra lệnh bắt, đối với trên đài Dương Dũng Chí nói rằng, Dương Dũng Chí, ngươi kẻ khả nghi lợi dụng chức quyền tư nhân mưu quyền lợi, lấy quyền mưu tư, tham ô mục nát. Đồng thời cùng nhiều bắt đầu tội cố ý tổn thương có chút liên lụy, xin theo chúng ta đi xem đi bót cảnh sát. Trên đài Dương Dũng Chí sửng sốt vài giây. Cái gì? Các ngươi lầm a? Dương Dũng Chí từ thành danh sau đó, càn rỡ rất, người bình thường căn bản không để vào mắt, hầu hết thời gian ngay cả Đàm Vĩnh Thắng mặt mũi của cũng không cho. Cuồng vọng tự đại, bảo thủ. Người như vậy, đã định trước không có kết cục tốt. Hiện tại hắn càng là uống nhiều rồi, chứng kiến cảnh sát cũng căn bản không phải sợ, vô cùng khinh thường nói, các ngươi có tư cách gì dẫn ta đi. Cuồn cuộn cút, ta chỗ này không chào đón các ngươi, đều xéo ngay cho ta. Cảnh sát thấy hắn không phục tòng, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Bắt lại. Lập tức, vài tên cảnh viên xông lên đài đi đem Dương Dũng Chí cho bấm, còng lại. Dương Dũng Chí còn tại đằng kia kêu la om sòm. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Dương Dũng Chí. Chí canh chế tạo người phụ trách, giá trị con người vài tỷ. Các ngươi những thứ này quỷ nghèo kiết xác, có tư cách gì bắt ta? Bảo an ở đâu? Vội vàng đem những thứ này quỷ nghèo kiết xác cho ta đánh ra đi. Hắn là điên rồi. Các nhân viên an ninh nhao nhao cúi đầu hướng trong góc tránh. Ha ha, đùa gì thế? Để cho bọn họ đi theo cảnh sát cứng rắn giang, từ cảnh sát trong tay đem người cướp đi. Sợ không phải mất trí. Cứ như vậy, Dương Dũng Chí ở say huân huân dưới trạng thái, bị cảnh sát cho mang đi. Đại lâu bên ngoài, Giang Sách, Cừu Trắng, Bình Nước ba người ngồi ở trong xe, sắp hiện ra chàng nhất mạc mạc đều thấy ở trong mắt, tận mắt thấy Dương Dũng Chí bị cảnh sát cho mang đi. Cái này, là đùa thật. Đi, trở về đi. Giang Sách quay đầu xe, ly khai hiện trường. Đêm khuya, 12 giờ. Đàm Quốc Đống đi tới Đàm gia biệt thự, gặp được Đàm Vĩnh Thắng, sắp hiện ra chàng tình huống tự thuật một lần. Gia gia, ta đã dựa theo ngươi giao phó đi làm. Ta đem thư hơi thở, chứng cứ đều tiết lộ cho Liễu Giang Sách, na Giang Sách cũng không chút nương tay, trực tiếp cùng cảnh sát liên lạc với, ở trong dạ tiệc liền đem Dương Dũng Chí bắt đi. Dừng một chút. Đàm Quốc Đống phi thường lo lắng nói, hiện tại chúng ta Đàm ra mặt mũi xem như mất hết. Dương Dũng Chí bị bắt, cảnh sát lại nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ, Chí canh chế tạo nhất định là không giữ được. Hơn nữa, hiện tại chúng ta Đàm ra sắp sửa đối mặt phi thường to lớn mặt trái công kích, ngày mai các đại báo chí, đều sẽ đem chúng ta vào chỗ chết hắc, đây thật là một hồi hạo kiếp a. Đúng là một hồi hạo kiếp, đối với Đàm ra mà nói. Bất quá kỳ quái là, Đàm Vĩnh Thắng lại vô cùng lãnh tĩnh, một chút xíu phẫn nộ cùng lo lắng cũng không nhìn ra được. Càng sâu tới, hắn còn có tâm tình cho hắn hổ cá đổi mới. Đàm Quốc Đống nhíu nhíu mày, ra ra, người không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Đàm Vĩnh Thắng cười lạnh một tiếng, những thứ này, không phải đều là ở ngay từ đầu liền dự liệu đến sao? Lời tuy như vậy, nhưng ra ra, chúng ta gặp phải áp lực phi thường lớn a. Gặp phải áp lực càng lớn, tình trạng của chúng ta càng xấu xí, chỉ có càng có thể chứng minh ngươi năng lực làm việc cùng thái độ a. Đàm Vĩnh Thắng nhìn Đàm Quốc Đống, ý vị thâm trường nói rằng, ngươi ngẫm lại xem, Giang Sách chứng kiến chúng ta hôm nay thảm trạng sẽ là ý tưởng gì. Đàm Quốc Đống bĩu môi, còn dùng nói. Hắn khẳng định trốn phía sau nhìn có chút hả hê. Vậy thì đúng rồi, Đàm Vĩnh Thắng gật đầu, Giang Sách cao hứng, sẽ đối với ngươi yên tâm. Tín nhiệm đối với người đạt được đề cao. Về sau các ngươi lại hợp tác,
liền phương tiện nhiều. Hơn nữa, một người càng là vui vẻ, thì càng biết lơ là sơ suất. Chúng ta phải làm, chính là giấu tài, tạm thời đem phong mang đều thu, đến khi thời cơ thích hợp, một kích chí mạng. Đàm Quốc Đống gật đầu, ta hiểu được, ra ra. Tuy là Đàm Quốc Đống đối với Đàm Vĩnh Thắng phi thường căm hận, đã cùng Đàm Vĩnh Thắng các loại hành vi tuyệt không lý giải, nhưng không thể không nói, hắn đối với Đàm Vĩnh Thắng vẫn là tương đối bội phục. Nếu như đối kháng chính diện lời nói, không ra ba cái hiệp, Đàm Quốc Đống cũng sẽ bị con lão hồ ly này giải quyết rơi. Song phương căn bản không phải một cấp bậc. Coi như là Giang Sách thông minh như vậy nhân, Đàm Quốc Đống cho rằng, hắn cuối cùng đều nhất định sẽ thua ở cáo giả trong tay. Con lão hồ ly này, giảo hoạt tích. Có thể, người trở về đi, ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị đối mặt ngày mai áp lực thật lớn a. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, đã biết, ra ra. Đàm Quốc Đống lập tức rời đi. Hắn đi rồi, lão quản gia liền vào được, đem Đàm Quốc Đống đã dùng qua cái gì cũng dọn dẹp sạch sẽ. Mấy ngày nay, Đàm Vĩnh Thắng đối với Đàm Quốc Đống phòng bị cũng rất thâm. Đàm Vĩnh Thắng nhìn lão quản gia, hỏi, ông bạn già, lúc này đây ngươi thấy thế nào a? Lão quản gia nở nụ cười, còn có thể thấy thế nào? Ta phải trước giờ chúc mừng lão gia ngài, sẽ đạt được mục đích. Cậu ấm hắn bị ngài nắm mũi dẫn đi, Giang Sách lại bị mông tại cổ lý, hai cái này vật nhỏ cùng ngài so với, đều kém đến quá xa. Đàm Vĩnh Thắng nghe xong, cười ha ha. Tựa hồ một hồi đại thắng gần ngay trước mắt. Ngày kế, tựa như Đàm Quốc Đống dự liệu như vậy, các đại tin tức truyền thông toàn bộ đều đang phun Đàm ra, cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, hết thảy truyền thông cũng có thể kính nhi vào chỗ chết làm Đàm ra. Ăn dưa quần chúng cũng không có nghỉ ngơi, từng cái đều ở đây phát biểu các loại cảm tưởng. Đàm ra, có điểm bấp bênh cảm giác. Đàm Quốc Đống vừa ăn bữa sáng vừa nhìn tin tức, lúc đầu còn có chút tâm thần bất định, sau lại càng ngày càng cảm giác có chuyện. Mụ, không thích hợp à? Với Sầm đi tới hỏi, tại sao không đúng tinh thần? Đàm Quốc Đống phân tích nói, mụ, người hãy nghe ta nói à, nếu như không có giải quyết hết Dương Dũng Chí, làm cho hắn như thế vẫn náo xuống phía dưới, na Dương Dũng Chí sớm muộn sự việc đã bại lộ. Đến lúc đó, Đàm gia sẽ phi thường bị động, nổi danh danh tiếng bôi đen, kinh tế bị hao tổn ở ngoài, còn nghĩ đối mặt cơ quan tư pháp thẩm tra. Đến lúc đó, không biết lại có bao nhiêu người biết đi vào. Nhưng bây giờ không giống nhau. Dương Dũng Chí tiến vào, Chí Canh chế tạo bị Đàm gia cắt bỏ rớt, thứ này cũng ngang với là bỏ xa bảo suất. Nhìn bề ngoài, Đàm gia vận mệnh cùng kinh tế đều bị tổn thất. Trên thực tế, đây đã là đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Đồng thời, cáo giả vẫn là mượn trợ ta đây tay diệt trừ Dương Dũng Chí, về sau xảy ra vấn đề, có người muộn thu nợ nần, đều có thể hướng trên người ta đẩy. Càng sâu tới, cáo giả đem một cái nát vụn rơi phổi cho cắt bỏ rồi, còn có thể làm cho Giang Sách phi thường hài lòng, thắng được Giang Sách tín nhiệm. Một mũi tên trúng ba con chim a. Không hổ là cáo giả, một chiêu này đùa thực sự là tuyệt. Với Sầm lúc này mới hậu chi hậu giác, gật đầu nói, cáo giả một chiêu này đúng là ngoan, Quốc Đống, người cùng Giang Sách đều bị hắn đùa xoay quanh. Thật là đáng sợ, lão già chết tiệt này. Đàm Quốc Đống hít thở sâu một hơi, nói rằng, xem ra, ta theo cáo giả trình độ kém có điểm xa a. Muốn cứu ra cha, rất tốt suy nghĩ một chút rồi. Hắn tiếp tục xem TV, chứng kiến Đàm Vĩnh Thắng tự mình mở một cái buổi họp báo tin tức, dùng phi thường thành khẩn, TV giọng nói hướng quảng đại quần chúng xin lỗi, làm một cái lại một cái cam đoan. Đàm Quốc Đống cảm thấy buồn cười. Lão già chết tiệt này, rõ ràng trong lòng đều nhạc khai liễu hoa, lại còn có thể giả bộ làm ra một bộ phi thường thương tâm dáng vẻ tuyệt vọng. Kỹ xảo thực sự không có nói. Cao. Đàm Quốc Đống tiếp tục ăn sớm một chút. Trong lòng cũng đang tính toán lấy, về sau phải như thế nào cùng con lão hồ ly này tiếp tục đấu. Thật tình không biết, hắn nghĩ là lúc sau, cáo giả nghĩ là hiện tại. Ở Đàm Vĩnh Thắng trong lòng, Đàm Quốc Đống đã không có sau đó. Cùng lúc đó, ở Thịnh Vui Khoa học Kỹ thuật Đại Lâu văn phòng, chủ tịch bên trong phòng làm việc, Giang Sách mấy người cũng đang nhìn tin tức sáng sớm, nhìn Đàm Vĩnh Thắng mở buổi họp báo tin tức, thành khẩn đối với quảng đại quần chúng xin lỗi. Mầm Đồng vui vẻ nói rằng, hanh, đáng đời. Giang Đồng,
một trận chiến này chúng ta thắng xinh đẹp a, thần không biết quỷ không hay, liền đem Đàm gia phổi cho cắt, làm cho Đàm gia danh dự bị tổn thất vô cùng lớn, kinh tế cũng xuống chợt không ít, thực sự là thống khoái. Cừu trắng cùng bình nước cũng đồng dạng hài lòng. Nhưng Giang Sách bất đồng. Trên mặt hắn không có một tia một hào nụ cười, như trước vẫn duy trì lãnh tĩnh. Bình nước sửng sốt một chút, hỏi thống suất, ngươi là có cái gì lo lắng sao? Vẫn là bình nước lý giải Giang Sách. Quả thực như vậy. Giang Sách nói rằng, giải quyết hết chí canh chế tạo, thực sự đáng giá cao hứng sao? Nếu như đúng là Đàm Quốc đống tuyển trạch hợp tác với chúng ta, cho chúng ta cung cấp chứng cứ, đem chí canh chế tạo trở thành đầu danh trạng hiến cho chúng ta, vậy có như vậy thành quả còn đáng giá cao hứng một cái, nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như, Giang Sách dừng lại khoảng khắc, nói ra một cái làm cho mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh lời nói. Nếu như, là Đàm Vĩnh Thắng cố ý lộ một sơ sở cho chúng ta, không phải chúng ta cắt bỏ rồi phổi của hắn, mà là hắn tóm lấy tay của chúng ta, cho chính hắn cắt phổi, như vậy sẽ như thế nào? Trong phòng bầu không khí một cái liền trầm trọng. Tình huống như vậy khả năng phát sinh sao? Mầm Đồng nói rằng, Giang Đồng, cái này cũng không phải là đóng phim, có mơ hồ như vậy sao? Ai cũng biết chí canh chế tạo ở Đàm gia địa vị trọng yếu bao nhiêu, Đàm Vĩnh Thắng làm sao có thể chính mình lộng chính mình? Không có lý do à? Có lý do, Minh Nước phản ứng lại, phân tích nói, chỗ tốt có hai cái, một là đem bỏ xa bảo suất, đem một cái lạn thấu công ty con triệt để cắt bỏ sạch sẽ, thứ hai chính là thắng được thống suất tín nhiệm, vì sau này cùng Đàm Quốc đống tiến thêm một bước hợp tác đánh tốt trụ cột. Mầm Đồng triệt để hết chỗ nói rồi. Thực sự như thế biết chơi sao? Nàng nuốt nước miếng một cái, nói rằng, các ngươi những người này đầu óc đều quá thông minh, vấn đề này quá phức tạp, ta một cái bí thư nho nhỏ nhìn không thấu, không phải với các ngươi đoán mò. Cừu trắng tiếp lời để nói rằng, bây giờ chân tướng khó bề phân biệt, đến tột cùng Đàm Vĩnh Thắng có phải thật vậy hay không đầu nhập vào chúng ta, Đàm Vĩnh Thắng có phải hay không bỏ xa bảo suất, cố ý bán kẽ hở. Ngoại trừ cái kia chân chính hắc thủ sau màn ở ngoài, những người khác căn bản nhìn không thấu. Thông suốt, chúng ta có muốn hay không lùi một bước? Không muốn đánh mạnh như vậy, ta sợ bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, cuối cùng đối với rơi vào vực sâu vạn trượng. Minh Nước cũng là ý tưởng giống nhau, đúng vậy, thông suốt, chúng ta liền lùi một bước, không muốn lại theo Đàm Quốc đống hợp tác rồi. Như vậy, mặc kệ hắn là thực sự đầu nhập vào hay là giả đầu nhập vào. Đều theo chúng ta không quan hệ. Đàm Vĩnh Thắng bỏ xa bảo suất cũng sẽ biến thành một bước phế cờ, chúng ta không có tổn thất. Bọn họ nói đều có lý. Nhưng Giang Sách vẫn còn đang suy tư. Lui là có thể, làm như vậy quả thực an toàn, nhưng an toàn mang đến hậu quả chính là mất đi tiêu diệt Đàm ra một lần cơ hội thật tốt. Người thành đại sự, không thể như vậy khúm núm. Nhưng tương tự không thể làm mãng phu. Cân nhắc lợi hại, tha cho ta nghĩ lại. Ở dài đến nửa giờ sau khi trầm mặc, Giang Sách rốt cục mở miệng nói, không lùi, mà tiến tới. Cừu trắng cùng bình nước chưa từng minh bạch. Thông suất, có ý tứ. Giang Sách giải thích, hướng xấu nhất rồi muốn, Đàm Quốc đống cùng Đàm Vĩnh Thắng làm nhiều như vậy hy sinh, không phải là muốn ma túy chúng ta, từ chúng ta cái này thu hoạch tình báo, tiêu diệt chúng ta sao? Chúng ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này cùng thời gian, lao thẳng đến quân. Giang Sách cười lạnh một tiếng, nói rằng, lúc này đây, chúng ta coi như một hồi lưu manh vô lại, lễ thượng vãng lai không tồn tại. Ta không riêng chỉ cần một cái đầu danh trạng, ta còn muốn hai cái, ba cái, vô số. Vẫn phải đến Đàm gia lành lạnh mới thôi. Nghe thế, mấy người đều vui vẻ. Cừu trắng giơ ngón tay cái lên, cao a. Bọn họ không phải bỏ xa bảo suất, hy sinh một cái chí canh chế tạo đảm đương đầu danh trạng sao? Chúng ta coi như cái lưu manh vô lại, làm cho hắn sẽ đem pháo, mã, voi, giống, sĩ thậm chí binh đều cho hy sinh hết, liền thừa lại một cái độc nhất lão soái. Hắn không phải hy sinh, chúng ta sẽ không hợp tác. Hắn muốn hy sinh, vậy càng chung chúng ta lòng kẻ dưới này. Thống suất, lúc này đây ta ủng hộ ngươi, điểm ấy tử tuy là vô sỉ một điểm. Nhưng dùng tốt ra. Thoạt nhìn, đây là một cái không có gió hiểm, lấy tiến làm lùi đích phương pháp xử lý. Nhưng mầm tai họa, đã có ở đây không biết chưa phát giác ra chồng sen hạ. Đàm gia bên trong biệt thự,
Du Dương âm nhạc từ từ phát hình, Đàm Vĩnh Thắng theo âm nhạc hừ, nội tâm vui mừng không ngớt. Đàm Quốc Đống đi đến, thần sắc khẩn trương nói rằng, ra ra, không xong, đã xảy ra chuyện. Đàm Vĩnh Thắng mí mắt cũng không đánh mà hỏi, xảy ra chuyện gì, để cho ngươi như thế hoảng hoảng trương trương. Là truyền thông lại mù báo cáo sao? Không phải, Đàm Quốc Đống nói rằng, là Giang Sách, tên khốn kiếp kia quá xảo trá, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đàm Vĩnh Thắng lúc này mới ngước mắt nhìn hắn, hỏi, Giang Sách. Hắn làm sao được voi đòi tiên, là còn chưa tin ngươi sao? Đàm Quốc Đống thở dài, nói rằng, chúng ta đều đã đem chí canh chế tạo cho hy sinh hết rồi, na Giang Sách lại còn không thỏa mãn, hắn đã vừa mới len lén gọi điện thoại cho ta. Yêu cầu ta tiến thêm một bước hiệp trợ hắn diệt trừ Đàm gia. Ngươi nói, cái này có phải hay không được một tấc lại muốn tiến một thước? Nghe thế, Đàm Vĩnh Thắng phốc suy vui vẻ. Đàm Quốc Đống phi thường không hiểu nhìn hắn, ra ra ngươi cười cái gì? Lẽ nào ta nói sai sao? Đàm Vĩnh Thắng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại sao muốn đầu nhập vào Giang Sách sao? Nhớ kia, đều dựa theo ra ra ngươi giao cho ta nói. Vậy không phải, ngươi đầu nhập vào Giang Sách mục đích đúng là vì diệt trừ Đàm gia, vậy bây giờ Giang Sách yêu cầu ngươi phối hợp hắn, lại có cái gì không đúng? Ngạch, Đàm Quốc Đống lúc này mới dư vị qua đây. Đúng vậy, hắn đầu nhập vào Giang Sách chính là vì diệt trừ Đàm gia, cho nên Giang Sách loại yêu cầu này cũng là hợp tình hợp lý, cũng không không thích hợp. Không riêng hợp tình hợp lý, hẳn còn phù hợp Đàm Quốc Đống ý tưởng mới đúng. Chỉ là Đàm Quốc Đống là giả đầu nhập vào, cho nên chính mình đem mình cho lung lay. Hắn nhu liễu nhu đầu, nói rằng, Na Gia Gia chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Na Giang Sách đang cùng chúng ta chơi xấu, ta giúp hắn ân tình lớn như vậy, hắn cư nhiên một chút chỗ tốt cũng không cho ta, còn muốn ta tiếp tục hợp tác, tức chết ta. Chúng ta cũng không thể đùa mà thành thật, khoe khoang kỹ xảo trở thành sự thật, thực sự đem Đàm Gia cho giết ha. Đây chẳng phải là bị Giang Sách cho nắm mũi dẫn đi. Đối mặt Đàm Quốc Đống sức sống, Đàm Vĩnh Thắng ngược lại có vẻ vô cùng lãnh đạm. Hắn hoảng liễu hoảng ngón tay, nói rằng, kỳ thực, sự tình cũng không có phức tạp như thế. Giang Sách càng là yêu cầu này na, đối với chúng ta mà nói có lẽ là chuyện tốt cũng khó nói. Chuyện tốt? Ân, như vậy đi, nếu Giang Sách còn muốn cầu hợp tác với ngươi, chúng ta đây liền thỏa mãn hắn. Tiếp tục hợp tác được rồi. Nói, hắn đem lão quản gia gọi tới, làm cho hắn đi thư phòng đem quỹ bảo hiểm mở ra, lấy ra một xấp thật dày tài liệu. Đàm Vĩnh Thắng đem tài liệu đặt lên bàn, vỗ vỗ, nói rằng, cái này một xấp, toàn bộ đều là Đàm gia các đại công ty tài liệu bí mật, bình thường ngoại trừ ta là bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy ý lật xem. Quốc Đông A, hiện tại ta bắt bọn nó toàn bộ đều giao cho ngươi, ngươi sẽ đem chúng nó tiêu hóa hấp thu. Đem bên trong có vấn đề địa phương đều tiết lộ cho Giang Sách, thậm chí có thể đem Đàm gia kỹ thuật nồng cốt cũng tiết lộ cho hắn. Đàm Quốc Đống triệt để ngây ngẩn cả người, đây không phải là muốn đem Đàm gia hướng trong hố lửa đẩy sao? Cứ như vậy, Giang Sách chẳng khác nào cầm Đàm gia mạch máu, nghĩ thế nào đùa bỡn Đàm gia đều có thể. Gia gia, cái này không có thể chứ? Có cái gì không thể? Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, yên tâm đi. Ta nếu dám đem tài liệu giao cho ngươi, liền nhất định sẽ lưu lại hậu thủ, coi như Giang Sách dùng cái này tới công kích Đàm gia, ta cũng có biện pháp bảo hộ Đàm gia không bị vết thương chí mệnh. Nói, hắn đem tài liệu đẩy tới Đàm Quốc Đống trước mặt. Nhìn trên bàn một xấp thật dày tài liệu, Đàm Quốc Đống kinh hồn táng đảm, nơi này tài liệu có thể quan hệ đến Đàm gia sống còn. Tuy nói Đàm Vĩnh Thắng lưu lại hậu chiêu, nhưng này hậu chiêu có tin được hay không? Thực sự được đánh dấu chấm hỏi a. Đàm Quốc Đống hít thở sâu một hơi, dùng tay run rẩy đem tất cả tài liệu đều cầm lên, nhìn Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, ra ra, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Ân, đi thôi. Đàm Quốc Đống ôm thật dày một xấp tài liệu đứng dậy rời đi, trước khi đi sau khi, sắc mặt thay đổi liên tục, có vẻ hơi không đạm định. Tại hắn đi rồi, lão quản gia ý vị thâm trường nói rằng, giao mổ, sợ là muốn rơi xuống a. Đàm Vĩnh Thắng cười ha ha. Hắn hướng về phía lão quản gia nói rằng, ngươi thật đúng là giải khai ta à, cái này một xấp tài liệu tất cả đều là giả, cũng không thể đưa Đàm gia vào chỗ chết,
nhưng có thể đem Đàm Quốc Đống, Giang Sách hai cái này tiểu vương bát đản giết chết. Lão quản gia nói rằng, nói đi nói lại, cái này Giang Sách cũng thực sự là đủ thông minh, cư nhiên ở vào thời điểm này chơi xấu, chỉ đòi lấy không phải trả giá, muốn bức bách cậu ấm hắn đem Đàm ra cho giết, như vậy mặc kệ cậu ấm là thật đầu nhập vào hoặc đầu nhập vào, cũng không đáng kể. Một chiêu này, ngoan độc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đáng tiếc, Giang Sách hắn thiên toán vạn toán, cũng tuyệt đối không tính được tới lão gia ngài không riêng phải đối phó Giang Sách, ngay cả cậu ấm hắn cũng cùng nhau đối phó rồi. Giang Sách bức bách cậu ấm, đây hoàn toàn là được một bước phế cờ, bởi vì lão gia chào ngài liền đem cậu ấm cho bỏ, một viên bị bỏ qua quân cờ, như thế nào khả năng uy hiếp ngược lại lão gia ngài. Giang Sách, hắn thua liền thua ở đối với lão gia ngài cùng thiếu gia quan hệ phán đoán không ra. Không thể không nói, lão quản gia nhìn vấn đề vẫn là tương đối chính xác. Đàm Vĩnh Thắng hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, nói rằng, ta thực sự là may mắn a, ngươi không có trở thành địch nhân của ta. Nếu như một ngày kia ngươi trở thành địch nhân của ta lời nói, ta đây mỗi một bước cờ đều sẽ bị ngươi hiểu rõ, không có phần thắng chút nào. Lão quản gia nở nụ cười, ta đây cái mạng đều là lão gia ngài cho, ta đây cả đời chỉ làm cho lão gia ngài làm trâu làm ngựa. Coi như là vì lão gia ngài đi tìm chết đều nguyện ý, như thế nào khả năng phản bội lão gia ngài. Hai người nhìn nhau cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đậu đậu tiểu thuyết bên kia, Đàm Quốc Đống ôm một sấp thật dày tài liệu về đến nhà. Hắn trực tiếp đem tài liệu trưng bày ở tại trên bàn, sau đó hai tay ôm đầu, ngồi ở trên ghế salon thống khổ dùng rằng. Vu Sầm đã đi tới, đem trên bàn tài liệu từng tờ một lật xem quan sát. Vừa nhìn phía dưới thất kinh, nói rằng, con trai, ngươi những tài liệu này đều là từ đâu tới. Nơi đây cũng đều là Đàm gia cơ mật cốt lõi nhất a. Đàm Quốc Đống như nói thật nói, là cáo giả cho ta. Cáo giả cho ngươi, làm sao có thể? Ta nói là thật, Đàm Quốc Đống nói rằng, Giang Sách ngược lại buộc ta phá đổ Đàm gia, ta vốn là muốn phải lấy này tới uy hiếp cáo giả, nhưng người nào từng muốn đến, cáo giả cư nhiên căn bản không cho rằng ý. Còn đem Đàm gia cơ mật cốt lõi nhất toàn bộ đều giao cho ta, để cho ta cho Giang Sách mật báo, liên thủ giết Đàm gia. Ta thật sự là không nghĩ ra, cáo giả hồ lô này trong rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng lẽ, hắn còn muốn mượn Giang Sách tay, đem Đàm gia triệt để cho làm hỏng sao? Đây đương nhiên là không thể. Đàm Vĩnh Thắng quan tâm nhất chính là hắn gia chủ vị trí, hắn thích nhất chính là tiền cùng quyền, như thế nào khả năng hủy diệt Đàm gia? Vu Sầm nhíu nói rằng, có thể, cáo già là ở bố trí cái gì bẫy dập. Cái gì bẫy dập? Đàm Quốc Đống cau mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn nghĩ ra được làm như vậy sẽ đối với Đàm Vĩnh Thắng có chỗ tốt gì. Vu Sầm nói rằng, con trai, nói không được vì sao, ta cuối cùng có một loại cảm giác, người bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Bằng không quên đi, chúng ta thẳng thắn báo nguy, làm cho cảnh sát đi Đàm gia biệt thự yên lành lục soát một chút. Nói không chừng liền đem phụ thân ngươi cấp cứu đi ra. Đàm Quốc Đống cười khổ nói, không có bằng chứng, cảnh sát dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta lời nói. Đàm Vĩnh Thắng nhưng là đại nhân vật, không có chứng cứ rõ ràng dưới tình huống, cảnh sát sẽ xem xét xã hội ảnh hưởng, không có khả năng tùy tiện phải đi lục soát. Đừng nói hắn người lớn như thế vật rồi, coi như là bình dân dân chúng, cũng sẽ không tùy tiện xông vào nhân gia bên trong phòng lùng bắt nha. Vu Sầm cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Nàng cũng thở dài, hỏi, vậy ngươi bây giờ tính toán gì? Muốn cùng Giang Sách mật báo sao? Đàm Quốc Đống gật đầu, đương nhiên muốn, đây là cáo giả giao xuống nhiệm vụ, không để cho hắn làm thỏa đáng rồi, ta còn làm sao tiếp tục tại bên cạnh hắn ẩn núp? Hắn lạnh lùng nói rằng, đi được tới đâu hay tới đó a, nếu quả như thật vô lộ khả tẩu rồi, ta liền cùng cáo giả đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận. Vu Sầm hỏi, người nghĩ làm cái gì? Ngàn vạn lần không nên xung động. Đàm Quốc Đống vừa cười vừa nói, mụ, người yên tâm đi, ta sẽ không xung động làm chuyện điên rồ. Ta nói đồng quy vô tận, là ta trên tay có giải quyết hết Đàm Vĩnh Thắng vũ khí bí mật. Bí mật gì vũ khí? Chính là ta ba sinh nhật A, 720.617, mụ, người nên vững vàng nhớ kỹ nhóm này chữ số, trọng yếu phi thường. Nhưng là ngươi còn không có nói cho ta biết nhóm này chữ số đến cùng có thể làm gì.
Bây giờ còn không thể nói, đến khi thời điểm mấu chốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vu Sầm cũng chỉ đành thôi. Kế tiếp, Đàm Quốc Đống đem tất cả tài liệu từng tờ một lật xem, sau đó đem trong đó có vấn đề địa phương đều cho chọn đi ra, đồng thời, hắn còn nghĩ đại lượng Đàm gia kỹ thuật, bí mật tình báo đều ghi lại trong danh sách. Vẫn lấy được hơn 11 giờ khuya, hắn cuối cùng đem toàn bộ tư liệu đều giải quyết. Hít thở sâu một hơi. Đàm Quốc Đống nhấp một hớp cây cà phê, nhấc một cái tinh thần, nói rằng, chuẩn bị xong rồi, hiện tại, ta có thể cho Giang Sách gọi điện thoại, cho hắn mật báo. Vu Sầm có chút khẩn trương nói rằng, thật muốn làm sao? Ân, na, ngày mai lại gọi điện thoại a, hiện tại quá muộn, Giang Sách nói không chừng đều ngủ thấy rồi. Ha ha, hắn làm sao có thể biết ngủ? Đàm Quốc Đống tự tay lấy điện thoại cầm tay ra, lúc này đây, hắn ngay cả đổi giọng khí cũng không dùng, nếu muốn hợp tác, vậy tới triệt để một điểm. Hắn cho Giang Sách đem điện thoại đánh tới. Điện thoại chỉ có vang lên 3 tiếng, liền lập tức tiếp thông, điều này nói rõ vẫn có người ở điện thoại trước cùng đợi. Tựa như Đàm Quốc Đống nói như vậy, Giang Sách trong khoảng thời gian này căn bản là không có khả năng ngủ. Uy, vị ấy, bên đầu điện thoại kia truyền đến Giang Sách thanh âm. Đàm Quốc Đống nói rằng, Giang Đồng, ta là lòng tốt của ngươi ca ca a, làm sao, ngay cả ta thanh âm đều nghe không ra ngoài. Nghe được, cho nên ngươi tìm ta làm cái gì? Cũng không cần theo ta đi vòng cong, Giang Sách, ngươi không phải muốn ta hợp tác với ngươi, đem Đàm gia cho giết sao? Có thể, ta hiện tại liền cho ngươi yêu sách một ít Đàm gia trọng đại tình báo, ngươi cần phải nghe cho kỹ. Kế tiếp, Đàm Quốc Đống đem hắn sửa sang lại tình báo, một cái nói cho Giang Sách. Thật tình không biết, một cái lưới lớn đã đem hai người bọn họ gói ở. Đêm khuya, hơn 11 giờ, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật bên trong phòng làm việc. Điện thoại đặt lên bàn, ấn nút tắt thâu âm, cả nhà người ở bên trong đều có thể nghe được đối phương nói. Cửu trắng, bình nước đồng thời ghi chép Đàm Quốc Đống cung cấp tin tức nội dung, mà Giang Sách, còn lại là hơi nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Không biết Giang Sách có nghe hay không được đi vào Đàm Quốc Đống theo như lời nói. Đại khái 10 min thời gian, tất cả nội dung đều trình bày hoàn tất, Đàm Quốc Đống không có nhiều lời bất luận cái gì một câu lời nói nhảm, liền cúp điện thoại. Phòng trong, Cửu Trắng cùng Bình Nước đều tương đương hưng phấn. Cửu Trắng nhìn trong tay ghi chép nội dung, cao hứng nói, biện pháp của chúng ta thực sự có hiệu quả, không nghĩ tới Đàm Quốc Đống cũng không phải là giả đầu nhập vào, mà là thật đầu nhập vào. Cứ nhiên đem Đàm ra nhiều như vậy bí mật đều run lên đi ra, cái này chúng ta có thể yên lành chừng trị một cái Đàm Vĩnh Thắng cái kia lão gian tặc rồi. Bình Nước gật đầu, có những tài liệu này, muốn lật đổ Đàm Vĩnh Thắng, cũng không phải không có khả năng. Đang lúc bọn hắn hai cái đều hưng phấn không thôi thời điểm, đồng thời ngẩng đầu nhìn Giang Sách, phát hiện đem sách thần tình có vẻ phi thường bình thản, tựa hồ căn bản không vì bây giờ nội dung cảm thấy một tia một hào hưng phấn. Cái này rất kỳ quái. Cửu Trắng hỏi, thống suất, người có tâm sự. Giang Sách nói rằng, cho tới nay, ta đều cho rằng Đàm Quốc Đống là giả trang bị đầu nhập vào chúng ta, cho nên ta mới sẽ sử dụng vô lại chiến thuật. Nhưng không ngờ tới là, Đàm Quốc Đống cư nhiên thực sự lựa chọn phối hợp, nhưng lại đem nhiều như vậy bí mật trọng đại đều run lên đi ra. Cái này rất giống hắn là thực sự đầu nhập vào giống nhau, vậy nói rõ ta ngay từ đầu ý tưởng là sai lầm, ta hiểu lầm hắn. Bình Nước vừa cười vừa nói, điều này cũng không có thể quái thống suốt ngày a, nếu đổi lại là người nào, cũng sẽ không đơn giản tin tưởng hắn, dù sao hắn chính là Đàm Vĩnh Thắng cháu trai ruột, từ nhỏ ở Đàm gia lớn lên. Giang Sách lập tức nói tiếp, đúng vậy, một cái từ nhỏ ở Đàm gia lớn lên người, tại sao muốn phản bội Đàm gia, diệt trừ Đàm gia đâu? Một câu nói, liền đem Cửu Trắng cùng Bình Nước đều đang hỏi. Bên trong phòng trầm mặc hồi lâu. Giang Sách tiếp tục nói, dựa theo Đàm Quốc Đống thuyết pháp, kỳ thực hắn hận chính là Đàm Vĩnh Thắng, hắn muốn làm là cứu ra phụ thân. Nhưng tất cả những thứ này đều dùng không lấy diệt trừ Đàm gia làm giá a, hắn chính là Đàm gia lớn lên người, đối với Đàm gia là có tình cảm, hắn như thế nào lại vì đối phó một cái Đàm Vĩnh Thắng, mà hủy diệt Đàm gia tổ tổ đời đời tạo dựng lên gia tộc đâu. Không hợp lý. Quả thực không hợp lý. Thậm chí có thể nói. Đàm Quốc Đống cơ hồ không có cùng Giang Sách cần thiết hợp tác,
Nhưng vấn đề là, Đàm Quốc Đống quả thực tới hợp tác rồi nha, nhiều như vậy trọng đại tình báo đều cung cấp, còn có thể giả bộ. Cái này, chính là ta không nghĩ ra địa phương. Giang Sách nói rằng, một cái không nên phản bội Đàm gia người, lại tuyển trạch phản bội Đàm gia, sự tình xảy ra dị thường tất có yêu, phương diện này nhất định có luận án. Đây là cái này luận án viết cái gì, là ai tới viết, ta là thực sự không nghĩ ra được a. Ngay cả Giang Sách như vậy người thông minh cũng không nghĩ ra, thì càng không muốn nói những người khác. Minh Nước hỏi, Na Thống Suất, những tài liệu này nên xử lý như thế nào? Giang Sách nói rằng, trước không nên lộn xộn, đang sợ không cho phép hình thế điều kiện tiên quyết, trước hết chờ một chút xem, yên lặng theo dõi kỳ biến. Minh Nước gật đầu, tốt, ta đây liền đem tất cả tài liệu bảo hiểm tất cả tồn, chờ xem một chút đến tột cùng đối phương đang đùa hoa chiêu gì, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cứ như vậy đi. Giang Sách đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm, lần đầu tiên, hắn cũng cảm thấy sợ hãi cùng phiền muộn. Đàm Vĩnh Thắng con lão hồ ly này, khó đối phó a. Cùng lúc đó, ở Đàm gia bên trong biệt thự, lúc đầu đã sớm hẳn là giấc ngủ Đàm Vĩnh Thắng, lúc này lại tinh thần phấn chấn ở bên trong đại sảnh khiêu vũ. Trên mặt hắn treo đầy nụ cười, có vẻ rất vui vẻ. Lão quản gia đi tới nói rằng, lão gia, căn cứ nghe trộm nội dung, cậu ấm đã hoàn toàn dựa theo lời ngươi nói, đem Đàm gia tình báo cho tiết lộ cho Giang Sách rồi. Như vậy kế tiếp, ngươi tính làm như thế nào a? Đàm Vĩnh Thắng vừa nhảy lấy múa, một bên ưu tai du tai nói rằng, còn có thể làm thế nào? Chúng ta Đàm gia có nội gián, cấu kết ngoại nhân đối phó Đàm gia, cái này thuộc về thương nghiệp phạm tội. Mặc dù là cháu trai ruột của ta, vậy cũng không thể tha a. Con người của ta, ở trái phải rõ ràng trước mặt, đây chính là có thể rất lớn nghĩa diệt hôn. Ngươi bây giờ phải đi đem tất cả chứng cứ đều đưa đến bót cảnh sát, đem Đàm Quốc Đống, Giang Sách hai cái này đồ hỗn hào đều bắt, yên lành chữa tội của bọn hắn. Rốt cục, cái chuôi này treo ở giữa không trung rất lâu đao, muốn rơi xuống. Đàm Vĩnh Thắng phía sau màn thao túng Đàm Quốc Đống cùng Giang Sách hợp tác, vì chính là giờ khắc này, nhất tiễn song điêu, đồng thời đem hai cái chướng mắt người cho diệt trừ. Lão quản gia gật đầu, đi, ta hiểu được. Hắn chậm rãi đi về phía cửa, lại đi tới cửa thời điểm, dừng lại khoảng khắc, nhìn không được quay đầu lại nói một câu, lão gia, thật muốn làm sao như vậy. Đàm Quốc Đống, Giang Sách, cũng đều là của ngài cháu trai ruột, một ngày làm, đoạn tử tuyệt tôn a. Làm đi theo Đàm Vĩnh Thắng cả đời lão nhân, hắn thực sự không muốn chứng kiến một màn như thế. Nhưng mà, bị quyền lực che đôi mắt Đàm Vĩnh Thắng, nơi nào còn quản được này sao nhiều. Hắn khinh thường lạnh rên một tiếng, một câu nói chưa nói, chỉ là hướng phía lão quản gia khoát tay áo. Ý tứ đã rất rõ ràng. Lão quản gia thở dài, xoay người rời đi. Cũng trong lúc đó, Đàm Quốc Đống đem điện thoại di động ném qua một bên, nằm nhà mình phòng khách trên ghế salon, từng ngụm thở phì phò. Hắn tự lẩm bẩm, tất cả bí mật đều rũ ra đi, ngày mai Giang Sách ước đoán sẽ lợi dụng những bí mật này đối với Đàm gia tiến hành công kích, chúng ta Đàm gia sắp sửa đối mặt một hồi tinh phong huyết vũ lạc tương đương. Hy vọng cáo già hậu chiêu có thể dùng được a, ta có thể tuyệt không muốn Đàm gia thực sự bị hủy. Nếu như Đàm gia vì vậy hủy diệt, Na hầu như chẳng khác nào là lợi dụng tay của ta cho hủy diệt. Về sau đến rồi âm tào địa phủ, ta còn làm sao cùng liệt tổ liệt tông khai báo. Nói cho cùng, Đàm Quốc Đống phải đối phó chỉ là Đàm Vĩnh Thắng, phải làm cũng chỉ là cứu ra phụ thân, hắn có thể tuyệt không muốn hủy diệt Đàm gia. Yên lặng, hắn nằm trên ghế salon đang ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai thái dương chiếu xa tại hắn trên mặt, chỉ có đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, rụi rụi con mắt, vừa nhìn điện thoại di động, cũng đã gần 10 giờ. Hắn vội vàng hỏi nói, mụ, ngày hôm nay có cái gì tin tức lớn sao? Thịnh Vui khoa học kỹ thuật bên kia có phải hay không đối với Đàm gia phát động tổng tiến công đánh? Với sầm lắc đầu, không có, ngày hôm nay một chút động tĩnh cũng không có. Làm sao có thể, Đàm Quốc Đống lập tức mở ra điện thoại di động, kiểm tra tin tức gần đây, tối hôm qua nhiều như vậy bí mật đều run lên đi ra ngoài, Giang Sách làm sao có thể biết một chút động tác cũng không có. Hắn không tin, nhưng khi hắn đem tin tức đều lật một lần, cũng tìm không ra bất luận cái gì một cái Giang Sách công kích Đàm gia tin tức,
hắn là không tin cũng phải tin. Thực sự là kỳ quái. Đang ở Đàm Quốc Đống cảm thấy khốn hoặc thời điểm, hắn bí thư Riêng vội vã chạy vào, vừa vào cửa liền quát, Đàm thiếu gia, không xong, xảy ra chuyện lớn, người bị cáo tố rồi. Đàm Quốc Đống sửng sốt vài giây, cũng không có phản ứng kịp rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hảo Đoan Đoan, hắn làm sao sẽ bị khởi tố? Chẳng lẽ, là Giang Sách cầm này Đàm ra tài liệu, ngay cả hắn cũng cùng nhau cho khởi tố rồi. Đây không khỏi có điểm quá không phải thứ gì đi. Đàm Quốc Đống hỏi, là ai khởi tố ta đây? Giang Sách sao? Bí thư Riêng nói rằng, không phải, không phải Giang Sách, chuyện này cùng Giang Sách hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. A hát, Đàm Quốc Đống không rõ, ngoại trừ Giang Sách ở ngoài, còn ai vào đây khởi tố hắn? Của người nào lá gan lớn như vậy? Hỏi hắn, là tên khốn kiếp kia dám khởi tố ta à? Bí thư Riêng do dự, mấy lần muốn mở miệng. Cũng không có dũng khí nói ra, đơn giản là tên này thật sự là quá rung động, bí thư trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đàm Quốc Đống cau mày, người ấp a ấp úng làm cái gì? Là ai? Nói. Bí thư Riêng thở dài một hơi, là của ngươi ra ra, Đàm Vĩnh Thắng, Đàm lão gia tử. Oanh! Đàm Quốc Đống trong đầu xẹt qua từng đạo thiểm điện, căn bản không dám tin tưởng chuyện này. Hắn lập tức liền từ trên ghế salon chui lên. Ngươi cũng ăn nói bừa bãi. Ra ra hắn ăn no dỗi việc, tại sao muốn khởi tố ta? Nếu như ngươi dám khích bác ly gián, ta người thứ nhất không buông tha ngươi, nghe hiểu sao? Bí thư Riêng phi thường lúng túng nói, ai nha, hảo thiếu gia của ta, ngươi suy nghĩ một chút, ta có thể đối với chuyện như thế này đùa giỡn với ngươi sao? Đúng là lão gia tử hắn khởi tố ngươi. Xem bí thư như vậy, cũng không giống đang nói đùa. Mà lại nói bây giờ, gần nhất Đàm Vĩnh Thắng hành vi cử chỉ vẫn vô cùng kỳ quái, biết khởi tố Đàm Quốc Đống cũng không phải chuyện không thể nào. Có thể, đang làm cái gì đặc thù hành động? Đem sự tình nói rõ ràng. Bí thư Riêng nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói ra, ta cũng chỉ là chiếm được một điểm nội bộ tin tức, lão gia tử hắn đối với ngươi tiến hành khởi tố, nói ngươi cùng Giang Sách Liên đóng lại hại Đàm gia. Cái này thuộc về thương nghiệp phạm tội. Không làm được, người cùng Giang Sách toàn bộ đều sẽ bị nhốt vào. Hơn nữa lão gia tử đã nắm giữ chứng cứ, người tối hôm qua gọi cho Giang Sách điện thoại của đã bị nghe trộm rồi, toàn bộ hành trình ghi xuống, người chẳng lẽ còn không biết sao? Nghe trộm. Đàm Quốc Đống lại càng hoảng sợ, lập tức kiểm tra điện thoại di động của mình, quả nhiên nơi tay máy móc bên trong phát hiện đặt máy nghe lén. Hiểu, tất cả đều hiểu. Đàm Quốc Đống đã minh bạch gần nhất Đàm Vĩnh Thắng một loạt hành động dụng ý sở tại. Hắn hướng về phía bí thư khoát tay áo, ta đều đã biết, người trước lui xuống đi a. Bí thư kia phi thường sốt ruột nói, cậu ấm, chuyện này rất nghiêm trọng, người nhanh lên cùng lão gia hắn giải thích rõ a, muôn ngàn lần không thể bị giam đi vào a. Giải thích rõ. Ha ha, đây hết thảy toàn bộ đều là Đàm Vĩnh Thắng giở trò quỷ. Chính hắn so với ai khác đều biết là thế nào chuyện gì xảy ra. Ngươi, đi xuống trước đi. Tốt. Bí thư rời đi sau đó, Đàm Quốc Đống tuyệt vọng ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác nhìn trần nhà. Phu Sầm hỏi, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Cáo giả làm sao đột nhiên muốn khởi tố ngươi a? Mụ, chúng ta đều bị cáo giả cấp cho. Đàm Quốc Đống nói rằng, cáo giả để cho ta đi theo Giang Sách Liên tay. Vì không phải để cho ta làm xong diện gián điệp, mà là để cho ta lôi kéo Giang Sách hạ thủy, sau đó đem hai chúng ta cùng nhau giải quyết hết. Từ ngay từ đầu, mục tiêu của hắn sẽ không chỉ là Giang Sách một cái, mà là ta cùng Giang Sách hai người. Cáo già, ngay cả ta đều muốn làm rơi a. Phu Sầm hách liễu nhất đại khiêu, không đến mức a. Ngươi nhưng là hắn cháu trai ruột a. Có cái gì không đến mức, ba ta hay là hắn thân nhi tử. Không giống nhau cho giết sao. Con cáo già kia một ngày ngoan, chuyện gì đều làm được. Ta, còn quá trẻ, không có xem thấu lão già kia đích thực thật diện mục, bị hắn nắm mũi dẫn đi, cái này có thể xong đời. Phu Sầm vừa vội vừa tức, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Không được, ta không thể cứ như vậy bị giết. Đàm Quốc Đống cầm điện thoại di động lên cho Đàm Vĩnh Thắng bấm một trận điện thoại, rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Song phương cũng không có nói, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn vô cùng khẩn trương quái dị.
Hồi lâu, Đàm Quốc Đống mới chậm rãi nói rằng, ra ra, ta từ tiểu đạo tin tức nghe nói, người khởi tố ta. Đàm Vĩnh Thắng lạnh lùng trả lời nói, đúng vậy, ta khởi tố ngươi. Hắn ngược lại cũng không lảng tránh. Đàm Quốc Đống hỏi, vì sao? Còn dùng hỏi vì sao? Ngươi tối hôm qua cho Giang Sách gọi điện thoại đang làm gì, trong lòng ngươi không rõ ràng lắm. Đàm Vĩnh Thắng lạnh rên một tiếng, ta bây giờ không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên sẽ cùng Giang Sách liên tay đi đối phó chúng ta Đàm gia. Quốc Đống, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Con lão hồ ly này, thật đúng là đem trách nhiệm cho đẩy không còn một mảnh. Đàm Quốc Đống cắn răng, tiếp tục nói, ra ra, ngươi thật đúng là lợi hại a, đầu độc ta đi cùng Giang Sách liên tay, nói cái gì song diện gián điệp, nhưng thật ra là đem ta cùng Giang Sách buộc chung một chỗ, sau đó ngươi nhất tiễn song điêu, đem chúng ta hai cái đều cho diệt trừ. Lòng của ngươi, không khỏi cũng quá hung ác hơi có chút. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, ngươi ở đây nói bậy cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Thực sự là biết trang bị. Đàm Quốc Đống cũng ngả bài nói, ra ra, cậu cấp khiêu tường, ngươi cũng không nên đem ta bức quá ác, bằng không ta không nhất định sẽ làm ra chuyện gì tới. A hát, ngươi còn có thể làm ra chuyện gì a? Chẳng lẽ, ngươi muốn tới giết ta? Giết ngươi, không phải, ta cũng không giống như ra ra ngươi như vậy dã man, ngươi khi đó một đao đâm chết Khương Tông toàn bộ thời điểm. Thực sự là hung ác nha. Vừa nhắc tới Khương Tông toàn bộ ba chữ, Đàm Vĩnh Thắng thanh âm rõ ràng cải biến. Hỏi hắn, ngươi có ý tứ? Không có ý gì, ta chính là phải nhắc nhở ra ra ngươi một câu, ngươi giết hại Khương Tông toàn bộ hiện trường thu video, nhưng là ở trên tay của ta, ngươi đem ta ép vào tuyệt lộ, chúng ta đây sẽ cùng quy về tẫn được rồi. Ta ngồi tù, ngươi bắn chết, đại gia toàn bộ chơi xong. Đàm Vĩnh Thắng hé mắt. Hắn chính là thật không ngờ Đàm Quốc Đống cư nhiên biết cất giữ phần kia sát nhân video, nếu quả như thật giao cho cảnh sát nói, không cần suy nghĩ, chính mình nhất định là cũng bị vồ vào đi xử tử hình. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cứng đối cứng. Đàm Vĩnh Thắng nở nụ cười, hắn nói rằng, Quốc Đống, ta biết ngươi là hiếu thuận hài tử. Nhiều năm như vậy ngươi một mực ở bên cạnh ta. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự không rõ ràng lắm ngươi muốn làm cái gì sao? Ngươi không phải là muốn tìm ra phụ thân ngươi Đàm Thành Nghĩa hạ lạc sao? Đàm Quốc Đống đang nghe Đàm Thành Nghĩa tên này sau đó, thần tình cũng thay đổi. Đàm Vĩnh Thắng tiếp tục nói, Quốc Đống, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, nếu như ta chết, như vậy Thành Nghĩa hắn cũng sống hay sao? Còn không ngừng như vậy, ngay cả ngươi người thân nhất mẫu thân Vu Sầm, cũng sẽ không có cơ hội sống tiếp. Quốc Đống, ngươi nhất định phải dùng các ngươi một nhà ba người mệnh, để đổi ta mạng của mỗi người sao? Thực sự là độc ác a. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, cái này Đàm Vĩnh Thắng là thật độc ác đến tận xương tủy, vì mình mạng sống, không tiếc đem con trai, con dâu toàn bộ đều lôi xuống nước. Loại hành vi này hai chữ hình dung, ác tâm. Đàm Quốc Đống tâm xa xa không có cáo già Đàm Vĩnh Thắng ác như vậy độc, hắn còn có yêu, cũng chính bởi vì điểm này. Hắn nhất định bại bởi Đàm Vĩnh Thắng. Hắn trầm mặc thật lâu. Ngược lại thì Đàm Vĩnh Thắng mở miệng trước nói rằng, Quốc Đống, ngươi bị vồ vào đi, đính thiên cũng chính là xử cái 3 năm rưỡi. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi sau khi đi ra, sẽ để cho ngươi với ngươi ba, mẹ ngươi người một nhà đoàn tụ, như thế nào? Nan đề bày ở Đàm Quốc Đống trước mặt. Hoặc là cá chết lưới rách, ba cái mệnh đổi một cái mạng. Hoặc là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngồi chồm hổm mấy năm tù đi ra, người một nhà đoàn tụ. Đàm Quốc Đống mình là không sợ chết. Thế nhưng, hắn không thể để cho phụ thân, mẫu thân cũng theo bỏ mạng, vậy không đáng giá. Hắn là cái hiếu thuận hài tử. Đây là hắn ưu điểm, cũng là hắn nhược điểm. Hắn, khuất phục. Đàm Quốc Đống cắn răng nói rằng, cáo già, nhớ kỹ lời ngươi nói lời nói, nếu như ta ba mẹ có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi sẽ chờ xử tử hình a. Đàm Vĩnh Thắng cười ha hả nói rằng, yên tâm, chỉ cần ngươi cùng Giang Sách đi vào chung, ta khẳng định bảo hộ cha mẹ ngươi an toàn. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là của ta tử nữ a, không phải sao? Thua thiệt hắn còn nói tính ra cửa. Đàm Quốc Đống cái gì cũng không muốn nói, trực tiếp cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném qua một bên, hai tay ôm đầu, thống khổ vạn phần. Hắn cùng cáo già phen tranh đấu này, cuối cùng đều là thất bại.
hắn thật không phải là cáo giả đối thủ. Lời của bọn họ, Vu Sầm toàn bộ đều nghe được, nàng phi thường khó chịu nói rằng, con trai. Nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào. Cuối cùng, nàng nói rằng, chúng ta lẽ nào sẽ như vậy bị cáo giả tỏ ra xoay quanh sao? Hắn nói bảo hộ ta với người ba, nhưng cáo giả lời nói làm sao có thể tin tưởng. Hơn nữa, người cùng Giang Sách đều đi vào lời nói, lão hồ ly kia sẽ thấy không địch thủ, đến lúc đó còn không tưởng lộng tử người đó liền giết chết người nào. Chỉ sợ người chân trước mới vừa đi vào, chân sau ta với người ba sẽ bỏ mạng. Lời nói này không phải là không có đạo lý. Đàm Quốc Đống thở ra một hơi dài, như là làm một cái quyết định trọng đại giống nhau, hắn vỗ vỗ hai chân, đứng lên nói rằng, mụ, ta đi ra ngoài một chuyến. Người muốn đi đâu a? Đi gặp một người. Người nào? Giang Sách. Vu Sầm bối rối, người còn đi tìm hắn. Đây không phải là càng thêm chứng minh các ngươi có hợp tác, thương nghiệp phạm tội tội danh càng thêm tọa thật nha. Đàm Quốc Đống cười cười, có một số việc, ta phải trước mặt đối với Giang Sách nói rõ ràng. Nói xong, hắn đi tới Vu Sầm bên người, sâu đậm ôm ở mẫu thân của mình, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Đàm Quốc Đống đi lần này, khả năng chính là vĩnh biệt. Mụ, người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Hắn lần này ngay cả kính dâm cũng không có mang, trực tiếp đi ra đại môn, lái xe đi Thịnh Vui khoa học kỹ thuật tìm Giang Sách. Nhìn con trai rời đi bóng lưng, Vu Sầm tâm phi thường quấn quýt. Nàng cảm giác con trai lần này là muốn đi làm một đại sự, nhưng là vừa không biết là đại sự gì, luôn có một loại sinh ly tử biệt cảm giác, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Trượng phu đã không biết tung tích, nếu như con trai phát sinh nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn, Na Vu Sầm khả năng thực sự sẽ sống không đi xuống. Nghĩ đến đây, nàng lại khóc đứng lên. Quốc Đống, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Mụ không thể mất đi ngươi. Cáo giả a cáo giả, ngươi đối với mình cháu trai ruột làm sao cũng xuống lấy được tay. Lòng của ngươi, thật là tảng đá làm sao. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, chủ tịch phòng làm việc. Giang Sách ngồi ở trong phòng làm việc mặt, cừu trắng. Bình nước, mầm đồng ba người phân biệt ngồi ở ghế trên, mỗi một người đều cau mày. Bọn họ đều đã chiếm được thông chi, Đàm Vĩnh Thắng đã lấy được chứng cứ, khởi tố Giang Sách. May mà bọn họ ngày hôm nay không có gấp lập tức phản kích, nếu không, liền trực tiếp bị tỏa thật, đến lúc đó thì không phải là khởi tố, mà là cảnh sát tới cửa bắt người. Cửu Trắng nói rằng, chúng ta thiên toán vạn toán, chung quy không có tính tới. Thì ra Đàm Vĩnh Thắng cùng Đàm Quốc Đống cũng không phải là một phe, Đàm Vĩnh Thắng ngay cả cái này cháu trai ruột đều muốn giết chết. Không chỉ có như vậy, hay là hắn xui khiến Đàm Quốc Đống cùng chúng ta liên thủ, cái này rất giống là một người nam, để cho mình lão bà đi ra ngoài bán, sau đó làm hai người đang triền miên thời điểm, đàn ông kia báo nguy tảo hoàng, hai người cùng nhau bị bắt. Mặc dù so sánh lại dụ vô cùng ác tâm, nhưng đừng nói, vẫn thật là chuyện như thế. Đàm Vĩnh Thắng làm chuyện này, quả thực đem người cho ác tâm phá hủy, Giang Sách đã trải qua nhiều như vậy đối thủ, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này ngay cả người mình đều cái hố đối thủ. Chính là, ngay cả người mình đều đã lừa gạt, mới là lớn nhất mánh khóe bịp người. Giang Sách rất là bội phục. Đàm Vĩnh Thắng con lão hồ ly này, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, có thể. Bình nước thở dài nói rằng, thống suất a, người cũng không cần thay cáo giả khen. Nhanh lên nghĩ một chút biện pháp bây giờ nên làm gì a? Nếu như Đàm Quốc Đống miệng nhất định là theo chúng ta liên thủ hợp tác diệt trừ Đàm gia, Na thương nghiệp phạm tội an vị thực, người sẽ bị vồ vào đi. Đường đường tu la chiến thần, lại bị nhốt vào ngục giam, chuyện này nói ra liền thực sự khiến người ta cười đến rụng răng. Đang lúc bọn hắn suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, trước sân khấu đi tới nói rằng, Giang Đồng, Đàm gia cậu ấm Đàm Quốc Đống muốn gặp ngươi. Bây giờ đang ở phòng khách. A, cừu trắng, bình nước đều đứng lên. Loại này nhạy cảm thời điểm, Đàm Quốc Đống lại còn dám đến. Điên rồi sao? Cừu trắng nói rằng, thống suất, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đi gặp hắn. Hắn đây là tới kéo ngươi hạ thủy, một ngày gặp mặt, về sau đã nói không rõ không nói rõ rồi. Bình nước cũng là ý tưởng giống nhau. Bất quá, Giang Sách lại nắm thật chặt y phục. Mỉm cười nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi.
nếu như ngay cả gặp mặt đều sẽ trở thành chí mạng nhược điểm, ta đây vùi lấp không khỏi cũng quá sâu. Đàm Quốc Đống hôm nay tới, nhất định là có lời muốn cùng ta nói, ta, rất muốn nghe một chút. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi làm công TXT tiểu thuyết thất, căn bản không quản những người khác ngăn cản. Lần thứ hai, Giang Sách cùng Đàm Quốc Đống ở phòng làm việc thấy. Hai người mặt đối mặt nhìn. Đàm Quốc Đống trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi không phải mắng ta. Giang Sách lắc đầu, tại sao muốn chửi đâu? Ngươi theo ta giống nhau, đều bị Đàm Vĩnh Thắng cho lừa gạt, lại nói tiếp chúng ta mặc dù không có chính thức hợp tác, nhưng thật là ngồi chung một cái thuyền, bị Đàm Vĩnh Thắng cho trói chặt vào cùng nhau. Muốn hận, vậy cũng phải hận Đàm Vĩnh Thắng, mà không phải ngươi. Đàm Quốc Đống khẽ cười một tiếng, Giang Sách à Giang Sách, ngươi thực sự là người ta gặp qua trong thông minh nhất, nhất lý trí, cực kỳ có đảm phách. Dừng một chút, hắn nói rằng, tựa như lời ngươi nói, Đàm Vĩnh Thắng con lão hồ ly này đem chúng ta hai cái buộc chung một chỗ, cùng nhau đẩy xuống thủy. Nếu như không làm phản kháng, hai chúng ta đều sẽ chết. Cho nên, chúng ta không thể thúc thủ chịu trói, trước kia là giả hợp tác, hiện tại phải thật hợp tác. Đem Đàm Vĩnh Thắng cho giết. Lúc này đây, Đàm Quốc Đống ánh mắt tương đương kiên nghị. Hắn quyết tâm rồi. Giang Sách thở dài nói rằng, còn hợp tác, hai chúng ta đều bị khởi tố rồi, chúng ta bây giờ gặp mặt cũng là cái vấn đề, làm sao còn hợp tác. Đàm Quốc Đống nói rằng, một lần này hợp tác rất đơn giản, hai người chúng ta nếu cột vào cùng nhau, vậy chỉ cần một người buông tay, thả một người khác sinh lộ không liền có thể lấy rồi. Giang Sách hé mắt. Hắn hiểu được Đàm Quốc Đống ý tứ. Chỉ cần hai người bọn họ một cái trong đó người chết đi, như vậy tất cả hợp tác sẽ không tồn tại, hay là chứng cứ cũng chỉ là một lời nói suông, không có chứng cứ. Chỉ cần một cái chết đi, một người là có thể sống. Vấn đề là, người nào đi tìm chết? Giang Sách chăm chú nhìn Đàm Quốc Đống, cũng không nói gì một câu nói, bởi vì hắn đã loáng thoáng đoán được kết cục. Quả nhiên, Đàm Quốc Đống nói tiếp, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi buông tay, bởi vì mặc dù ngươi buông tay để cho ta bơi lên bờ, ta cũng không phải cáo giả đối thủ. Lúc này đây may mắn sống, tiếp theo vẫn sẽ bị cáo giả cho chết đuối. Hắn hết sức chăm chú đối với Giang Sách nói rằng, trên thế giới này, nếu như nói còn có ai có thể đối phó cáo giả, giết chết cáo giả lời nói, vậy cũng chỉ có một người. Người đó chính là ngươi, Giang Sách. Đây là Đàm Quốc Đống đối với Giang Sách cao nhất đánh giá. Hiểu rõ nhất người của ngươi, thường thường là của ngươi địch nhân. Đàm Quốc Đống cùng Giang Sách giao thủ nhiều lần như vậy, đối với Giang Sách thực lực đã sớm rõ ràng không thể lại rõ ràng, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình cùng Giang Sách so với, nhất định chính là tiểu hài tử cùng đại nhân phân biệt. Cho nên, hắn tuyển trạch buông tay, chính mình siêm vào đáy nước, làm cho Giang Sách bơi lên bờ. Đàm Quốc Đống nói rằng, chỉ cần ta ly khai thế giới này, Giang Sách, ngươi liền an toàn. Ta tin tưởng ngươi năng lực, cũng tin tưởng ngươi diệt trừ Đàm Vĩnh Thắng quyết tâm. Chẳng qua là ta còn có một cái tư nhân thỉnh cầu, muốn mời giúp ta hoàn thành. Giang Sách hỏi, thỉnh cầu gì? Đàm Quốc Đống đem trên cổ một hình trăng lưỡi liềm điếu trụy lấy xuống, đặt ở trong lòng bàn tay nói rằng, cái này điếu trụy là phụ thân cho ta rất tôn kính phụ thân ta. Ta biết. Hắn vẫn bị Đàm Vĩnh Thắng con cáo giả kia cho nhốt lấy. Nếu như có thể, Giang Sách, ta hy vọng ngươi ở đây giải quyết Đàm Vĩnh Thắng đồng thời, đem ta phụ thân cũng cứu ra, để cho ta phụ mẫu có thể đoàn viên. Có thể làm được điểm này, ta cho dù chết, cũng có thể tâm muốn chết cảnh để ý được. Đây là một việc phi thường khó làm đến sự tình. Đàm Quốc Đống ở Đàm Vĩnh Thắng bên người ẩn núp nhiều năm như vậy cũng không có làm được. Hiện tại, hắn bỏ qua. Hắn làm không được, vậy nhờ cậy người khác tới làm, Giang Sách chính là thí sinh tốt nhất. Đàm Quốc Đống nhìn Giang Sách, bức thiết mà chân thành nhìn. Sốt cục, hắn chờ đến Giang Sách câu trả lời khẳng định, chuyện này, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được, để cho ngươi phụ mẫu đoàn viên. Có ngươi những lời này, là đủ rồi. Đàm Quốc Đống thở phào một cái thật dài, đem hình trăng lưỡi liềm đặt lên bàn, cứu ra cha ta một khắc kia. Xin đem hình trăng lưỡi liềm giao cho hắn, xin hắn tha thứ con trai bất hiếu, không thể đi thấy hắn rồi. Nói xong, Đàm Quốc Đống đứng dậy rời đi phòng khách. Hắn lúc đi, mặt trời chói chang. Nhưng khiến người ta thương tâm là,
cũng không có bất luận cái gì một bó dương quan có thể chiếu vào Đàm Quốc đống tâm khảm bên trong, bởi vì hắn tâm môn đã hoàn toàn đóng cửa, khóa trái. Giang Sách cầm lấy hình trăng lưỡi liềm, nhìn Đàm Quốc đống bóng lưng. Có một chút lòng chua xót. Cái này cùng chính mình đấu hơn mấy tháng địch nhân, dĩ nhiên sẽ vì chính mình mà tuyển trạch bước trên hoàng tuyển đường, thế sự khó liệu a. Đàm Quốc đống, đáp ứng người hứa hẹn, ta Giang Sách đánh bạc tính mệnh đi vậy nhất định hoàn thành. Kinh thành, Đàm gia phân bộ đại lâu văn phòng, nơi này là Đàm Quốc đống địa bàn. Hắn đem điện thoại di động tắt máy. Máy vi tính ném vào giỏ rác, cửa ban công khóa trái, xin miễn cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, vô luận là ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy hắn. Đàm Quốc đống yên lặng một người đứng ở to lớn cửa sổ thủy tinh trước, châm lửa một điếu thuốc, một bên quất vừa nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Phồn hoa đại đô thị, ngợp trong vàng son. Bao nhiêu người vì tiền tài, địa vị, danh dự, ở nơi này trong thành phố lớn liều chết ngươi chết ta sống. Đàm Quốc đống từ nhỏ đã là hàm chứa vững chắc nuôi ra đời, trước kia hắn căn bản không lãnh hội được cái loại này tầng dưới chót nhân thống khổ cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn thực sự quá có tiền đến cả đời không làm việc, ăn no chờ chết cũng xài không hết. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn bị thân gia gia tính toán. Như ở trong mộng mới tỉnh, thì ra hay là tiền tài cùng địa vị, cũng vẻn vẹn chỉ là giấc mộng nam kha, nói không có sẽ không. Một điếu thuốc hút xong. Hắn vứt bỏ tàn thuốc, đem tất cả tài liệu đều bày ở giữa nhà, sau đó ở phía trên rót đã sớm chuẩn bị xong xăng. Không chỉ có như vậy. Hắn còn nghĩ xăng tưới lần gian phòng từng cái góc. Thậm chí, hắn ở đồng nhất tầng những phòng khác bên trong, toàn bộ đều trưng bày bình ga, mở ra, sau đó tương môn cửa sổ toàn bộ khóa trái. Đinh linh linh. Trên bàn đồng hồ báo thức vang lên. Đàm Quốc đống biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đêm nay, hắn muốn cùng tất cả tấm màn đen nói tái kiến, hắn cần cái chết của mình, tới bảo vệ ở Giang Sách an toàn. Bởi vì có thể đánh bại Đàm Vĩnh Thắng con lão hồ ly này, có lại chỉ có Giang Sách. Giang Sách, có thể ta hẳn là xưng hô ngươi một tiếng đệ đệ a. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng a. Đều nói người chết sau đó sẽ đi âm tào địa phủ chạy một vòng. Cũng không biết Na Hoàng Tuyền Lộ có được hay không đi, cầu nại hà run rẩy không phải run rẩy, mạnh bà thang khổ vẫn là ngọt. Ai? Nói xong, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trên bàn trưng bày ảnh chụp, một nhà ba người chụp ảnh chung, hắn cùng ba mẹ chụp ảnh chung. Ba, mụ, con trai bất hiếu, đi trước một bước. Đàm Quốc đống đem ảnh chụp úp xuống ở trên bàn, sau đó lại đốt một điếu thuốc, hút một hơi sau đó, thuận tay bắn ra. Đem tàn thuốc ném vào xăng trong. Trong nháy mắt, cả nhà đều đốt. Đàm Quốc đống xoay người nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nói ra nhân sinh câu nói sau cùng, nguyện kiếp sau, sống ở người bình thường ra. Thình thịch, đại lâu bạo tạc, hỏa hoạn cháy hừng hực, những phòng khác cũng đều là có bình ga tiết lộ, tại loại này xăng hỏa hoạn thiêu đốt chung, một tên tiếp theo một tên bạo tạc. Cả tòa đại lâu trong nháy mắt đã bị hỏa hoạn nuốt mất. Từ một tầng biến thành ba tầng, tầng 5, 10 tầng, cuối cùng cả tòa đại lâu đều bị hỏa hoạn nuốt mất, điên cuồng đốt cháy. Bởi vì Đàm Quốc đống hạ lệnh, sớm để hết thảy công nhân đều ly khai, không cho phép có bất kỳ người làm thêm giờ tình huống, cho nên thời khắc này bên trong đại lâu, cũng chỉ có Đàm Quốc đống một người. Ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, Đàm Quốc đống phảng phất thấy được phụ thân, mẫu thân, chứng kiến còn tấm bé mình ngồi ở bọn họ trung gian, hạnh phúc mà ấm áp. Nhân sinh, nếu là có thể vĩnh cửu dừng lại ở một khắc kia, thì tốt biết bao. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt, cộng thêm một tiếng lại một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, chung quanh cư dân, công nhân, thành phần tri thức toàn bộ đều sợ hãi, từng cái chạy đến trên đường cái kiểm tra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn chứng kiến Đàm gia phân bộ đại lâu bị hỏa hoạn bọc lại một khắc kia, từng cái quá sợ hãi. Lớn như vậy hỏa, Na nhiều lắm không cẩn thận mới có thể chế tạo ra a. Rất nhanh thì có người báo nguy, đương nhiên, mặc dù không có ai báo nguy, lớn như vậy hỏa thế, cảnh sát đã ở trước tiên liền phát hiện. Công ty đại lâu mặc dù không ở kinh thành trung tâm thành phố, nhưng cũng là xuất phát từ nhân khẩu tương đối dày đặc đoạn đường, theo đuổi đi xuống, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ phải chịu liên lụy. Cháy ngay lập tức sẽ xuất động, chọn cứu chữa một buổi tối,
vào sáng ngày thứ hai 7 giờ đồng hồ, mới rốt cục đem hỏa hoạn cho đập chết. Đáng được ăn mừng chính là, đại lâu hỏa thế cũng không có khuếch tán, cũng không có những người khác bị thương tổn. Mà căn cứ tình báo tương quan chỉnh lý, bên trong đại lâu cũng chỉ có Đàm Quốc Đống một người, cho nên nói, chết chỉ có Đàm Quốc Đống một cái, cũng không có những người khác vì vậy tử vong. Lớn như vậy hỏa thế, chỉ tử vong một người, có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh. Tổn thất lớn nhất đương nhiên vẫn là Đàm gia. Bọn họ tổn thất một cái phó đồng không nói, toàn bộ phân bộ đại lâu cũng bị mất, bên trong các hạng trọng yếu số liệu cũng đốt quét cho rồi, toàn bộ đều biến mất. Phải biết rằng, cái phân bộ này có thể trông coi đại lượng Đàm gia trọng yếu kỹ thuật. Như vậy một cây đuốc đốt không có, khả năng liền bằng đem Đàm gia mấy thập niên nỗ lực đều thiêu hủy đi, Đàm gia tại chỗ rút lui 10 năm, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Sáng sớm, Đàm gia biệt thự. Đàm Vĩnh Thắng khoác thật dày áo khoác, ngồi ở cửa lớn hoa viên trên đài, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút ra. Ai nấy đều thấy được, hắn rất phiền táo. Lão quản gia không nói tiếng nào yên lặng hầu ở bên cạnh, lúc này bất kỳ thoải mái đều là dư thừa. Đàm Vĩnh Thắng không hiểu, vì sao Đàm Quốc Đống muốn tự sát. Nhất định chính là làm loạn. Có thể nói, Đàm Quốc Đống nước cờ này, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, đem hắn bộ thự toàn phương vị bừa bãi, mà loạn cục hoạch ích giả chỉ có một người Giang Sách. Hồi lâu, Đàm Vĩnh Thắng mới chậm rãi mở miệng nói, Đàm Quốc Đống cái này vừa chết, cũng liền ý nghĩa đối với Giang Sách buông tay, ta đây trước khổ cực bố trí kế hoạch, liền toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Cái này đồ hỗn hào, cư nhiên sẽ chọn hy sinh tự mình tiến tới bảo toàn Giang Sách. Hắn từ lúc nào như vậy vĩ đại, ta làm sao cho tới bây giờ sẽ không có nhìn ra, hắn còn có cái này phẩm chất. Thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Lão quản gia lúc này mới nói theo, cục diện bây giờ lại trở về lôi kéo trạng thái, bên ta cùng Giang Sách lại một lần nữa về tới đồng nhất hàng bắt đầu. Đàm Vĩnh Thắng cau mày, không phải đồng nhất hàng bắt đầu rồi, ta mất đi Đàm Quốc Đống như vậy một viên trọng yếu quân cờ, còn mất đi một cái phân bộ, đồng thời cũng mất đi đại lượng tư liệu cùng kỹ thuật. Đàm gia rút lui 10 năm. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì Đàm Quốc Đống tự sát tạo thành. Đàm Vĩnh Thắng thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới Đàm Quốc Đống cư nhiên sẽ như vậy có dũng khí tuyển trạch tự sát. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Lại giảo hoạt hồ ly, cũng có ngủ gật thời điểm, Đàm Vĩnh Thắng lúc này đây gặp hạn té ngã không nhẹ. Lão quản gia hỏi, lão gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vốn là định đem cậu ấm cùng Giang Sách cho buộc chung một chỗ giải quyết hết, hiện tại lại đảo ngược, chỉ hy sinh cậu ấm, Giang Sách đánh rắm không có. Nếu như Giang Sách lại liên hợp Triệu gia, Khương gia, tam phương bao vây tiễu trừ chúng ta, vậy chúng ta thời gian khả năng liền không dễ chịu lắm. Cục diện, kỳ thực đã như thế. Đàm Vĩnh Thắng đem tàn thuốc đặt ở bàn đánh bóng bàn bên cạnh bún một cái, từ tốn nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mất đi Đàm Quốc Đống cái này một con cờ, chưa chắc phải nhất định là chuyện xấu, ta rốt cục có thể vận dụng mặt khác một con cờ rồi, vương bài quân cờ. Lão quản gia hai mắt lòe ra vẻ hoảng sợ, lão gia, ngươi cần hắn. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, Giang Sách ngồi ở trong phòng làm việc mặt, nhìn trong tay hình trang lưỡi liềm, một mình thần thương. Hắn đã biết được Liễu Đàm Quốc Đống tự sát tin tức. Rất khó không biết. Dù sao. Đàm Quốc Đống lúc rời thời điểm, cũng đã minh xác biểu lộ ra cái ý nghĩ này, Giang Sách ở đáng kể trong khi chờ đợi, cũng rốt cục đến khi Liễu Đàm Quốc Đống tử vong kết quả. Có thể nói, Đàm Quốc Đống tử vong đối với Giang Sách mà nói, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì như thế thứ nhất, Đàm Vĩnh Thắng hết thảy tính toán đều biến thành nói suông. Giang Sách cùng Đàm Vĩnh Thắng về tới đồng nhất hàng bắt đầu, thậm chí còn thoáng vượt lên đầu mấy bước. Đánh bại Đàm gia khả năng trở nên càng lúc càng lớn. Thế nhưng, Giang Sách làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Làm một người vì bảo toàn ngươi đi chết, coi như ngươi được đến quyền lợi lớn hơn nữa, chỉ cần ngươi còn có lương tâm ở, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Giang Sách một mực nhìn điếu trụy, trong lòng ngũ vị tạp thành. Lúc này, Mầm Đồng đi đến, nói rằng, Giang Đồng, khởi tố sự tình đã chìm xuống rồi. Đương nhiên biết chìm xuống. Đàm Quốc Đống đều chết hết, không có chứng cứ sự tình, muốn không phải chìm xuống đều khó khăn.
Giang Sách thu hồi điếu trụy, nói rằng, hiện tại liền thông chi Triệu gia cùng Khương gia, ta muốn mở một buổi họp nghị, tam phương chính thức liên thủ đối phó Đàm gia. Một tháng, trong một tháng ta sẽ Đàm gia chung kết. Rất ít chứng kiến Giang Sách như vậy nôn nóng. Đàm Quốc Đống đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không chỉ là một người hy sinh, chuẩn đi mà nói, Đàm Quốc Đống hay là hắn ca ca. Dù sao, hai người bọn họ có đồng dạng một cái gia gia. Mà bây giờ, Giang Sách sẽ vì Đàm Quốc Đống báo thù, tự tay đưa cái này gia gia đưa lên đoạn đầu đài. Mầm Đồng gật đầu, đã biết, ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi hai nhà. Nàng xoay người rời đi. Giang Sách lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi. Kinh thành quyết chiến cuối cùng phong ba, mặc dù mở ra. Vào giờ phút này Đàm Quốc Đống trong nhà. Đàm Quốc Đống mẫu thân với Sầm một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, con mắt đã sớm khóc sưng lên. Mấy năm trước, nàng mất đi trượng phu. Ngày hôm nay, nàng lại mất đi con trai. Đáng sợ là, trượng phu của nàng cùng con trai, lại là dùng đồng dạng một loại phương thức mất đi, hai người bọn họ đều chết với hỏa hoạn. Với Sầm lại một lần nữa khóc. Lại như thế khóc xuống phía dưới, nàng sớm muộn biết khóc mù hai mắt. Có người hầu đi lên thoải mái, nhưng làm sao thoải mái đều là vô dụng, mất đi con trai thống khổ, không phải hai câu thoải mái là có thể giải quyết. Với Sầm nhìn một nhà ba người ảnh chụp, tự lẩm bẩm, Thành Nghĩa, nếu như ngươi còn sống, mời mau trở lại, ta thực sự không chịu nổi, ta thật là thống khổ. Thành Nghĩa, ngươi đang ở đâu? Van cầu ngươi mau trở lại, ta rất nhớ ngươi. Giờ này khắc này, cái này cô độc nữ nhân, suy nghĩ nhiều trượng phu của nàng, suy nghĩ nhiều tìm một an toàn có thể tin bả vai dựa vào. Thế nhưng, cái kia bả vai đang ở đâu vậy? Đàm gia biệt thự, tầng hầm ngầm. Đàm Vĩnh Thắng cùng lão quản gia hai người lại một lần nữa đi tới nơi này, ngày hôm nay bọn họ có một vô cùng trọng yếu mục tiêu đem người điên Đàm Thành Nghĩa đem thả đi ra ngoài. Bởi vì mất đi Liễu Đàm Quốc Đống con cờ này, vẫn còn không có giải quyết hết Giang Sách nguyên nhân, bây giờ Đàm Vĩnh Thắng phi thường cần một viên mới quân cờ đi đối phó Giang Sách. Con cờ này, phải cường đại. Nếu so với Đàm Quốc Đống càng cường đại hơn. Cái này nhân loại chọn, có lại chỉ có một người, đó chính là Đàm Quốc Đống phụ thân, Đàm Vĩnh Thắng con trai Đàm Thành Nghĩa. Chỉ là làm như thế nguy hiểm vẫn có chút lớn. Được hay không được, một ý niệm. Đàm Vĩnh Thắng hít thở sâu một hơi, chậm rãi đi tới Liễu Đàm Thành Nghĩa trước mặt, trên mặt hiện đầy thần sắc đau thương, cảm giác nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Đàm Thành Nghĩa chứng kiến hắn bộ dáng này, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, làm sao một bộ khóc tang khuôn mặt. Có phải hay không tra ra ung thư gan màn cuối, hai ngày nữa lại phải chết à? Hắn cũng quá hận Đàm Vĩnh Thắng rồi. Đàm Vĩnh Thắng nín miệng nói rằng, con à! Người cứ như vậy hận người phụ thân sao? Nhi, phụ thân, Đàm Thành Nghĩa bỗng nhiên cười ha ha lên, nói rằng, lão già kia, ngươi chớ ở trước mặt ta đánh cảm tình bài, nói cho ngươi biết, khó dùng. Ta hiện tại hận không thể ngươi lập tức đi tìm chết, ngươi chết, với ta mà nói chính là trên đời này cao hứng nhất sự tình. Thấy như vậy một màn, một bên lão quản gia thẳng lắc đầu. Cái này còn làm sao thả? Chỉ sợ phóng suất. Đàm Thành Nghĩa sẽ liên thủ Giang Sách, nơi nào bằng lòng an tâm làm Đàm Vĩnh Thắng quân cờ. Nhưng Đàm Vĩnh Thắng cũng không nghĩ như vậy. Hắn dù sao cũng là Đàm Thành Nghĩa phụ thân, trên đời này, còn có ai so với hắn người phụ thân này còn muốn hiểu rõ hơn Đàm Thành Nghĩa. Đàm Vĩnh Thắng tằng hắng một cái, nói rằng, đã nhiều năm như vậy, người chính là hận ta như vậy. Ai, kỳ thực chuyện năm đó, sai thì nhất định là ta sao? Ngươi là ta thân nhi tử. Lại liên hợp ngoại nhân đối phó ta, ta thiết kế đem ngươi xem ra có lỗi gì. Chỉ cần ngươi bằng lòng xin lỗi, bằng lòng biết sai liền đổi, ta sẽ thả ngươi đi ra a. Đàm Thành Nghĩa hứ một ngụm, chó má. Ngươi chỉ quan tâm ngươi tiền tài cùng địa vị, thảo gian nhân mạng, thủ đoạn độc ác, ta Đàm Thành Nghĩa tuyệt đối sẽ không hướng loại người như ngươi ác đồ cúi đầu. Đàm Vĩnh Thắng liên tục thở dài, hai chúng ta phụ tử qua cùng cửu nhân, là của ta thất bại a. Ai, quên đi, ta hôm nay tới cũng không phải tới với ngươi hồi ức chuyện cũ, ta hôm nay tới, là tới thả ngươi đi ra. Ân, lão quản gia cùng Đàm Thành Nghĩa giật nảy mình. Lão quản gia trong lòng nói, cái này điều kiện gì cũng còn không có đàm luận, trực tiếp thả người.
thả ra ngoài sau đó, nếu như Đàm Thành Nghĩa trái lại đối phó Đàm gia, vậy làm sao bây giờ? Mà Đàm Thành Nghĩa trong lòng nghĩ pháp là, cáo già lại đang đùa giỡn cái trò gì? Nói chung, không có ai tin tưởng Đàm Vĩnh Thắng là cam tâm tình nguyện thả Đàm Thành Nghĩa đi ra ngoài. Đàm Thành Nghĩa trực tiếp nói, lão già kia, người sẽ tốt phụng như vậy thả ta đi ra ngoài. Nói đi, người ở đây đùa giỡn cái trò gì? Nếu như người thả ta đi ra đại giới là muốn ta với người giống nhau, cùng ta con trai đối địch, vậy thật xin lỗi, ta tình nguyện cả đời nhốt ở chỗ này không đi ra. Lúc này, Đàm Vĩnh Thắng lộ ra một bức phi thường khó chịu biểu tình. Hắn dậm chân đấm ngực nói, ngươi coi như là muốn cùng quốc đống đối địch, cũng không thể. Ngươi có ý tứ, nói rõ một chút. Thành Nghĩa à, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta hôm nay sở dĩ muốn thả ngươi đi ra ngoài, đó cũng là bởi vì ta không muốn đoạn tử tuyệt tôn. Quốc đống hắn, chết, ta không thể lại để cho ngươi bị giam đến chết à. Đàm quốc đống, chết. Giờ khắc này, tâm lý tố chất cực kỳ mạnh mẽ Đàm Thành Nghĩa. Lúc này cũng không kềm được rồi. Hắn con người trừng lớn, hai tay run rẩy, thanh âm khẩn trương hỏi, lão già kia, người bớt ở chỗ này nói bậy, quốc đống hắn làm sao có thể sẽ chết? Là thật, lão quản gia nói rằng, người không tin, ra ngoài sau khi nhìn tin tức sẽ biết. Đàm quốc đống hắn đêm qua tự sát, đem trọn đống phân bộ đại lâu đều cho làm nổ, ngay cả thi thể đều đốt thành tro, không tìm được. Loại sự tình này, coi như là muốn làm giả đều chế. Tùy thiện tìm người hỏi thăm cũng biết. Mãi cho đến lúc này, Đàm Thành Nghĩa chỉ có tin tưởng Liễu Đàm Vĩnh Cửu Thắng lời nói, trong nháy mắt, cái này cường đại nam nhân chảy xuống thống khổ tuyệt vọng nước mắt. Quốc đống, con a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lão thiên gia lại ở nơi nào? Chứng kiến hắn thống khổ dáng vẻ tuyệt vọng, âm thầm, Đàm Vĩnh Thắng lộ ra vui vẻ biểu tình. Lúc này, Đàm Thành Nghĩa hướng về phía Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, lão già kia, là ngươi hại chết quốc đống, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Vĩnh Thắng lập tức nói rằng, Thành Nghĩa a, ngươi đối với ta thành kiến thực sự quá sâu. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như là ta hại chết quốc đống, như thế nào khả năng tới đem ngươi thả ra ngoài? Đó không phải là cho mình tăng địch nhân sao? Còn có, quốc đống là ta duy nhất tôn tử, hắn đã chết, ta hầu như chính là đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi cho là ta sẽ đối với quốc đống hạ thủ sao? Coi như là hy sinh tự ta, cũng không khả năng làm cho quốc đống chết nha. Lời nói này thực sự là rất có trình độ. Nghe còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Bên cạnh quản gia cũng nói bổ sung, cậu ấm thời điểm chết, lão gia hắn khóc thật lâu, ngươi cũng không cần lại oán giận lão gia. Đàm Thành Nghĩa cắn răng, hỏi, không phải ngươi hại chết quốc đống, cái kia là ai hại chết? Đàm Vĩnh Thắng thở dài một hơi, đem lần này tới là tối trọng yếu nói mấy câu nói ra. Lại nói tiếp, quốc đống chết theo ta cũng có quan hệ. Là ta làm cho hắn đi đối phó Giang Sách, kết quả bị Giang Sách bắt được nhược điểm, bị cắn ngược lại một cái, thậm chí muốn đi qua quốc đống mở ra chỗ hổng, phá hủy toàn bộ Đàm gia. Quốc đống là một phi thường thiện lương, trọng tình nghĩa hài tử. Hắn tuyển trạch hy sinh tự mình tiến tới bảo toàn Đàm gia. Mục đích đúng là không cho Giang Sách thực hiện được, hắn, thật sự là quá choáng váng. Thực sự là một ngụm khéo ăn khéo nói, dám đem bạch cho nói thành đen. Đàm quốc đống là vì Giang Sách mà chết, đến rồi hắn nơi đây, lại thành vì Đàm gia mà chết, vì hắn Đàm Vĩnh Thắng mà chết. Cái này chỉ có, thật là rất cao. Lúc này Đàm Thành Nghĩa cũng là lửa giận công tâm, mất đi lý trí, bị Đàm Vĩnh Thắng như thế nhảy lên một cái đằng. Nhất thời liền nổi trận lôi đình, đau thương cho nộ diễm đồng thời lấp đầy lòng dạ. Hắn ngẩng đầu lên hô lớn, Giang Sách, ta với người bất cộng đái thiên, nhất định phải dùng đầu lâu của ngươi để tế điện ta chết đi con trai. Đàm Vĩnh Thắng cùng lão quản gia liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra mỉm cười biểu tình. Chuyến này, tới đáng giá. Đàm Vĩnh Thắng liền vội vàng nói, mau mau nhanh, cho Thành Nghĩa đem còng tay, xiềng chân đều mở ra, thả hắn đi ra ngoài. Khôi phục thân phận của hắn. Về sau liền đối ngoại nói, Thành Nghĩa năm đó phỏng, nhiều năm như vậy vẫn luôn đang nuôi bệnh, hiện tại mới vừa khôi phục lại. Sau đó, đem quốc đống chống ra vị trí, tặng cho Thành Nghĩa tới tỏa. Từ giờ trở đi, Thành Nghĩa chính là chúng ta Đàm gia phó đồng, địa vị chỉ ở ta phía dưới,
bất kỳ người nào khác cũng phải nghe thành nghĩa điều khiển. Tương lai các loại thời cuộc ổn định, ta sẽ tuyển trạch về hưu, làm cho thành nghĩa tới đảm nhiệm chức gia chủ. Cái này bánh mì loại lớn vẽ thật đúng là bổng. Rất nhanh, quản gia liền cho Đàm Thành Nghĩa buông lỏng ra hết thảy ràng buộc, bị giam rồi nhiều năm người điên, rốt cục được thả ra. Hắn nhìn chằm chằm Đàm Vĩnh Thắng nhìn hồi lâu, nói rằng, cáo già, người nghe rõ cho ta cũng không phải là đang giúp ngươi làm việc. Ta diệt trừ Giang Sách, chỉ là vì cho quốc đống báo thù, người không muốn tự mình đa tình. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, người nghĩ thế nào đều có thể, ta Lão Liễu, không còn dùng được, về sau Đàm gia ngươi nói coi là. Hanh! Đàm Thành Nghĩa vung tay lên, trực tiếp ly khai. Nhìn Đàm Thành Nghĩa rời đi bóng lưng, Đàm Vĩnh Thắng cười ha ha, một viên mới tinh quân cờ, ra đời. Quay đầu lại, hắn lại hỏi, được rồi, với Sầm bên kia xử lý thế nào? Lão quản gia âm lãnh nói rằng, yên tâm đi lão gia, đều dựa theo ngươi nói làm xong, lão bà kia, đã bị xử lý xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.